Các bạn đang nghe truyện Ta Chỉ Muốn Về Hưu Lại Bị Ép Trở Thành Đại Tướng trên kênh TV Audio CV. Chương 1342, Thời Đại Thiếu Niên Kết Thúc. Ầm ầm. Hắc đao chém xuống, trên bầu trời đột nhiên nổ vang, dưới thiên hoa đỏ sậm, chẳng biết từ lúc nào lại có mây đen tập hợp, nổi lên ở kia. Ầm ầm, một lôi điện thô to như cột từ trong mây đen đánh xuống, thẳng đến đài tử hình. Cúc, lao trừng mắt liếc, lôi đình kia trực tiếp nổ tung ở giữa không trung, trong không khí chuyển thành vô số tia điện rồi tiêu tán. Nhưng đạo lôi đình kia cũng khiến hắn thoáng suy nghĩ, đột nhiên nở nụ cười, ngươi đúng là được thiên mệnh chiếu cố. Hắn nhìn về phía Luffy, nói, lần này cha ngươi sẽ không giúp ngươi, ông ngươi cũng sẽ không đến, với năng lực đủ để điều khiển thời tiết của ta, đều không thể ngăn cản thiểm điện ngưng tụ, thật sự là lợi hại, cũng không biết thật sự là thiên mệnh hay vận khí, nhưng không sao cả. Hả? Vận khí nha, ta mới không cần vận khí, nhanh thả ta ra, Lư Hương. Luffy còn đang cố giãy giụa. Nói chuyện hoang đường gì thế, ngươi là hải tặc, ta là hải quân. Lao nói, lại nhấc hắc đao lên, nhìn về phía trước, dường như đang nhớ lại cái gì, cười nói ra thì kỳ thật ta cũng không chán ghét ngươi, mặc dù ngươi rất phiền, giống một con ruồi bay loạn vậy, khắp nơi trên đại dương bao la này đều có tin đồn cùng quỷ tích chủ ngươi, nhưng khi ta còn bé, cũng không chán ghét ngươi, thậm chí bởi vì nhìn thấy ngươi mạo hiểm, vì chuyện xưa của ngươi mà khuynh đảo. Có đúng không, hóa ra ta lợi hại như vậy à, khi ngươi còn bé. Hả? Khi ngươi còn bé ta đã sinh ra sao? Trong mắt Luffy lộ ra nghi hoặc, muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng bởi vì bị dẫm lên nên cũng không thể ngẩng đầu. Đáng tiếc, là người kiểu gì cũng sẽ trưởng thành, không có người nào đã hình thành thì không thay đổi. Là người chân chính thì sẽ dung nhập vào quy tắc thế giới, từ đó tìm tới một con đường thuộc về mình, sau đó lại đến thực tiễn giấc mộng của mình. Đây là cao cấp hơn những kẻ giấu mộng tưởng trong lòng đồng thời khư cố chấp với mộng tưởng hơn nhiều. Đáng tiếc ngươi không phải, ngươi cũng không hiểu, mặc dù người đơn thuần cũng có chỗ tốt của đơn thuần. Lao ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói khẽ, ta không phủ nhận chuyện không quên sơ tâm này, dù sao ý chí thế hệ truyền thừa, thời đại thay đổi, giấc mộng của mọi người, những thứ này đích thật là không thể thay đổi. Nhưng những thứ cũng sẽ bị ngoại lực ngăn cản, vượt qua, ngươi chính là anh hùng, không vượt qua nổi, ngươi chẳng phải là cái gì, mặc kệ ngươi tạo ra uy danh bao lớn, một khi chết rồi, cũng chỉ là rốc kế tiếp mà thôi. Nhưng biển cả sẽ ghi nhớ ngươi, râu trắng, Big Mom, Kiado, tóc đỏ thậm chí Tích, còn có ngươi, biển cả sẽ ghi nhớ, đã từng có một nhóm hải tặc gần như đạt tới đỉnh điểm biển cả, chiến đấu cùng hải quân, sau đó thất bại. Nói rồi hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nói, nể tình lúc tuổi ta còn trẻ thích ngươi, ngươi còn có di ngôn gì? Không tính tuổi tác thân thể, chỉ là tâm tuổi lý thì kỳ thật hắn cũng không nhỏ, nhớ lại tuổi trẻ của chính mình mà cũng không có gì lạ. Lần này, tiểu tử mũ rơm này sẽ không được ái cứu. Luffy kinh ngạc nghe xong lời Cloud nói, cũng mặc kệ thân thể đau đớn, đột nhiên thở sâu, kêu to về phía trước, ta là người đàn ông muốn trở thành vua hải tặc, tiếng hô lớn thậm chí vang vọng khắp quảng trường này, khiến người trên chiến trường dừng chiến đấu, nhìn sang đài tử hình bên kia. Hải quân cũng tốt, hải tặc cũng tốt, từng người lộ ra vẻ khiếp sợ. Đã tới lúc này rồi còn muốn nói ra những lời này. Monkey dê Luffy. Mô Cờ cắn xì gà, ánh mắt phức tạp. Ở lập trường cá nhân, hắn không ghét tiểu tử này, nhưng ở lập trường hải quân, hắn chết rồi, biển cả sẽ có chỗ tốt. Luffy, trong mắt Kobe chứa nước mắt, thân thể hắn không tự chủ muốn tiến về phía trước, nhưng trực tiếp bị Hempepo ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Hempepo dùng hai tay giữ vai của hắn, thấp giọng nói, ở thời điểm này, không cần nói đùa. Cho dù quan hệ tốt cũng không thể như vậy, sẽ chết người, ta. Kobe cắn răng, nước mắt không thể khống chế rơi xuống, hắn sẽ chết, Luffy, tên kia, thật sự sắp chết a. Rõ ràng hắn là người tốt, hắn không phải loại hải tặc làm nhiều việc ác, tại sao phải làm thành như vậy? Ta làm sao biết, đây là chuyện của nguyên soái, ngươi cũng không phải nguyên soái. Chúng ta chỉ là hải quân, tiêu diệt hải tặc là chức trách của chúng ta, lấy ra khí thế bình thường của ngươi đi. Hempepo thấp giọng quát. Động tác của loại tiểu nhân vật này trên chiến trường, đừng nói sẽ không bị Cloud chú ý tới, cho dù là hải quân trên chiến trường, cũng sẽ không chú ý tới. Nơi này có một đống lớn trung tướng cùng thiếu tướng, ai sẽ chú ý tới mấy hải quân cá biệt chứ? Trên đài tử hình, Cloud mở mắt ra, thản nhiên nói, chỉ những lời này sao? Luffy không để ý tới hắn, mà nhìn một đám mũ rơm ở phía dưới còn đang chiến đấu, nhe răng lộ ra khuôn mặt tươi cười rất rực rỡ, khuôn mặt tươi cười kia bị Bugi dùng máy truyền tung trực tiếp phát ra trước mặt toàn thế giới. Tứ Hải, Grandliner nửa đoạn trước, New World, chỉ cần là người chú ý trận chiến tranh này, đồng thời có máy xem livestream, đều đang lẳng lặng nhìn chăm chú. Fusa Village, Shell Tao tại Đông Hải, Thôn Sư Nguyệt, Thôn Sirup, Thôn Kokosia, nhà hàng nổi trên biển Barati, Logger Tao. Whiskey Peak ở Grandliner, Alabata, Jai Lần, Water Seven, Sa Bao, Destroso, Totolen, nước Guano. Người trên toàn bộ biển cả đều đang xem livestream, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rực rỡ kia. Ta. Luffy cười đến mức đôi mắt nheo lại thành khe hở, dùng ngữ khí hững hờ nhất, dường như coi sinh tử như ăn cơm để nói ra. Muốn chết. Lúc này, chung quanh yên tĩnh. Tất cả mọi người vì nụ cười đột nhiên của hắn cùng loại lời nói hời hợt kia khiến cho rung động, trong mắt từng người mang theo hắc tuyến, hoàn toàn là vẻ nói không ra lời. Cho dù là Rida, giờ khắc này sắc mặt đều trang nghiêm. Cô không hiểu tiểu tử này vì sao đã sắp chết rồi còn cười. Bình thường như thế. Trước khi con người tử vong sẽ có đủ loại thần thái, nhất là loại báo trước tử vong do tử hình này, có người sẽ tuyệt vọng đến khóc ròng ròng, có người sẽ ở kia sám hối, có người sẽ phóng khoáng cười, nhưng duy chỉ có không có. Bình thản. Đó là hình thức khoa trương hơn cả khẳng khái chịu chết, đó là người sớm đã làm tốt giác ngộ, khi đối mặt với sinh tử vốn có bình thản cùng bằng phẳng, không mang theo bất kỳ tâm tình khác gì. Không tầm thường, dù là Cloud, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Sau đó, Shisui mạnh mẽ chém xuống. Phì. Trong tầm mắt của mọi người, hắc đao trực tiếp xuyên qua cổ Luffy, theo một tiếng vang nhỏ, đầu cùng cổ bị cắt ra, trực tiếp rơi xuống đài tử hình, mà thân thể căng thẳng kia, giờ khắc này cũng buông lỏng, dần dần không còn lực lượng nằm xuống. Chỉ có chiếc mũ rơm đè vào sau đầu hắn, lúc này theo gió bay lên cao cao, rơi xuống đại địa phía trước, vừa vặn rơi vào đang trên tay Brook giao chiến cùng Donan. Luffy. Bộ xương miệng Brook mở lớn, bộ xương khô đang run rẩy, dường như hoàn toàn không thể tin, thuyền trưởng của bọn hắn, người được bọn hắn cho rằng nhất định có thể lên làm vua hải tặc kia. Chết rồi. Cái gì? Zoro sững sờ đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Sanji ngu ngơ ở một bên khác, hoàn toàn quên đi sự thật đang chiến đấu cùng Kuro, chỉ nhìn lên đài tử hình, thì thầm, trò đùa à Luffy, sắc mặt úp sốt trở nên cực độ dữ tợn, trực tiếp kéo ra bọc lớn, bắn ra mấy hạt giống vô cùng xác rơi xuống trên đài tử hình, hạt giống cấp tốc biến thành dây leo, quấn chặt lấy Cloud. Giả đi, đừng nói giỡn Luffy. Ta đã biết, có phải ngươi đang chơi ma thuật hay không, tựa như bình thường, đầu rơi xuống còn có thể đón trở về, đứng lên đi, đứng lên. Úp sốt chỉ vào đầu cùng thân thể trên đài tử hình rồi gầm lên, nhanh đứng lên. Ngươi không phải muốn trở thành vua hải tặc sao, làm sao có thể đổ xuống ở đây, đừng đùa. Tựa như đánh bại Akianu vậy, ngươi lại đứng lên, dùng nghị lực mạnh nhất của ngươi kia rồi đứng lên, sau đó thoải mái đánh bại kẻ địch, sau đó chúng ta cùng nhau ra biển A, chỉ là mặc cho hắn hô gọi thế nào, người trên đài tử hình rốt cuộc bất động. Ta đã biết, ta hiểu. Úp sốt lại cầu khẩn. Có phải ngươi đang trách ta không thể cho ngươi phụ trợ hay không? Tác dụng của tay bắn tỉa chính là phụ trợ, ta đã phụ trợ, không cần lại gây sự với thuyền trưởng, nhanh lên một chút, sau đó giống như trước, cười toe toét chiến thắng kẻ địch, cầu ngươi, nhanh lên. Gấu, dây leo loe lên bị một đám lửa thiêu. Trong ngọn lửa kia, một thanh đao phát sáng từ bên trong ngọn lửa duỗi ra, bên trong ẩn ẩn mang theo từng tia sét. Minh quang pháo. Hưu, ầm. Tia sáng nhanh chóng trực tiếp xung kích đến trước ngực úp sốt, trực tiếp đâm xuyên toàn bộ lồng ngực của hắn, đã kích cường liệt đánh bay thân thể hắn, rồi lại như búp bê vải rách rơi trên mặt đất. Thân thể Nami run rẩy quay đầu nhìn về phía mũi dài đã không hề có động tĩnh gì, bờ môi ngập ngừng nói, úp sốt. Sau đó cô ta nghe được một giọng nói bình thản ở chung quanh vang lên. Chiến tranh không phải trò chơi của trẻ con, nói dừng là dừng. Hỏa diễm bị thổi bay, Cloud nắm lấy Shisui đứng ở trên đài tử hình. Bể nghệ nhìn xuống phía dưới, bình thản, không lộ buồn vui, đây chính là biển cả tàn khốc. Xử lý, rốt cuộc xử lý, tứ hoàng, tích, Luffy. Từng kẻ khiến biển cả sao động, để hắn mãi mãi không thể thanh thản ổn định thoải mái dễ chịu sinh hoạt, rốt cuộc đã bị hắn xử lý hết, nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc. Luffy. Úp sốt, rốt cuộc nhận rõ sự thật, Zoro cùng Sanji cảm thấy không còn là mộng ảo tất cả đều như giả thú xông tới đài tử hình. Không phải giả, đây không phải là giả, úp sốt chết, để bọn hắn hoàn toàn kịp phản ứng. Thuyền trưởng của bọn hắn đã không còn, đồng bạn cũng chết rồi, quỷ khí, cửu đao lư. Đôi mắt Zoro đỏ ngầu, khí tức bốc lên xuất hiện ba đầu sáu tay, đang muốn bổ về phía đài tử hình làm người 10 phần chán ghét kia. Có lẽ giống như khi ở Loggertown, chỉ cần đài tử hình đáng chết này đổ xuống, Luffy có thể một lần nữa đứng lên, Úp Sốc cũng thế, hắn thích nhất chính là chơi trò chơi giả chết, bọn họ đều sẽ sống lại, đều sẽ. Zoro kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy phần eo chịu một lực xung kích to lớn, để hắn lảo đảo một cái, chỉ là không đợi hắn phản ứng, sau đầu đột nhiên truyền đến một cổ trọng lực, thân hình Zoro ngã xuống, thân thể bị đập vào mặt đất. Mò gắt gao ấn sau gáy của hắn, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, chiến đấu cùng thúc thúc ta, cũng không thể phân thân như thế nha. Tình huống tương tự còn có Sanji, hắn lập tức thoát ra chiến đấu cùng Kuro, khởi động không khí chạy về phía đài tử hình. Imarashi, thần tốc kích, Kuro lợi dụng đúng cơ hội, bước chân đạp ra như là đạn pháo, song trảo đập nện tới phía sau lưng Sanji, mặc dù không thể phá vỡ phòng ngự của tên này, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn để Sanji há mồm phun ra máu tươi, thân thể đổ thẳng xuống, bị song trảo Kuro đỉnh lấy rơi thẳng trên mặt đất, kích thích bụi mù. Kuro đại nhân vĩ đại đối phó ngươi, còn dám phân tâm. Kuro dữ tợn nói. Lăn đi, lăn đi. Sanji nằm ở kia kêu to. Nếu như là bình thường, hắn tỉnh táo lại lời nói, không, cho dù là lên cơn giận dữ, hắn cũng có thể kịp thời phản chế Kuro, nhưng bây giờ lời nói, hắn tâm loạn, dẫn đến hắn làm sao giãy giụa đều không thể tránh ra khỏi Kuro. Luffy đại nhân. Ở chiến trường bên kia, Hancock hung hăng đá một cước khiến một tên hải tặc biến thành đá vụn, sau đó giống như mất đi sức lực giống nhau, từng bước đi đến đài tử hình bên kia, càng chạy, tốc độ càng nhanh, tóc dài như thác nước bay múa, đến cuối cùng thậm chí thành chạy, cực nhanh chạy như bay về phía đài tử hình bên kia. Luffy chết, cô ta sẽ mặc kệ tất cả, Shichibika cái gì, Kura Island cái gì, cô ta. Này, Hancock. Một cánh tay mang móc kim câu, theo một đoàn gió cắt ngăn ở phương hướng Hancock tiến lên. Crocodile cắn xì gà, ánh mắt lãnh đạm, ngươi muốn làm cái gì, lăn đi. Cá sấu, Hancock cả giận nói, không cần ngăn cản thiếp thân, hừ. Crocodile buông cánh tay xuống, ta cũng không ngăn cản ngươi, chỉ là xem tình huống hiện tại này, nhắc nhở ngươi một chút, dù sao tiểu tử mũ rơm đã chết rồi, không thể phục sinh. Mà ngươi, là không đấu lại Cloud. Thiếp thân. Hancock gần như tuyệt vọng nhìn về phía đài tử hình, cuối cùng thân thể mềm nhũn, ngồi liệt ở kia, cả người trở nên mất mát. Nếu như không ai ngăn cản cô ta, có lẽ cô ta sẽ liều lĩnh tiến lên, nhưng một khi có người ngăn cản, cơn lửa trong lòng cô ta sẽ hoàn toàn bị dập tắt. Làm Shichibika, làm nữ đế của Kura Island, có thể sống lâu ở biển cả như thế, cô ta có lý trí. Nhưng chính là bởi vì phần lý trí đáng chết này, để bây giờ dù cô ta biết được Luffy đã chết, lại có thể cực nhanh tỉnh táo lại. Cô ta phải phụ trách dân chúng Kura Island. Cùng, hiện tại chiến cuộc đã không thể vãn hồi. Trên đài tử hình, Cloud nhìn cũng không nhìn hai người xông lại kia, ngọn lửa chung quanh bị thổi bay, đồng thời thân hình hắn trực tiếp tránh ra, xông thẳng đến một phương hướng. Iso, âm thanh truyền ra. Lúc này Iso đang chiến đấu với Benbet Km An thì khẽ động lỗ tai, vội vàng phát hiện Benbet Km An dùng bán súng tập kích thì cấp tốc thu trượng đao vào vỏ đao kia. Cạch, trong nháy mắt này, trọng lực càng lớn hơn ép tới Benbet Km An. Benbet Km An là người có được chiến lực có thể so sánh cùng Tứ Hoàng, chiến đấu cùng Iso, hai bên đều có tổn thương. Mặc dù Iso có kem bung sao lợi hại, nhưng dù sao đối phương cũng là đối thủ cùng cấp bậc, vũ khí dùng lại là súng, trong tình huống đôi mắt bị mù, chiến đấu vẫn kém chút, bị viên đạn bắn trúng mấy lần, nhưng Benbet Km An cũng bị công kích của Iso đánh trúng, cả người cũng đầy vết thương, đồng thời tại dưới tác dụng của trọng lực, bộ pháp của hắn vẫn rất nặng nề. Nhưng đó cũng chỉ là trọng lực, còn chịu đựng được. Dù hiện tại Iso tăng trọng lực cũng không là vấn đề. Chỉ là trong chớp mắt lao động kia, Benbet Km An không chỉ cảm thấy trọng lực hướng xuống, còn có một luồng lực đi trôi nổi lên trên, cả hai kết hợp với nhau, đè ép Benbet Km An ở nơi đó, trong nháy mắt đó làm hắn không thể động đậy. Thùy! Một tiếng lưỡi dao chém vào da thịt vang lên. Benbet Km An không cúi đầu, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy, khóe mắt liếc qua mũi đao đen nhánh đột xuất kia. Trái tim! Bị đâm xuyên! Ngươi khá là phiền toái, Benbet Km An! Giọng nói của Cloud vang lên sau lưng hắn, Trước tiên giải quyết những kẻ có chiến lực cao các ngươi, sau đó đỡ phiền phức. Ngươi! Khóe miệng Bét Km An tràn ra máu tươi, vừa định nói gì đó, lập tức cảm giác được một cơn đau đớn. Từ trái tim tới bả vai trực tiếp bị lưỡi đao của Cloud xoay chuyển chém ra, sau đó lưỡi đao khẽ nghiêng, đâm thẳng tới cổ Bét Km An. Xùy, đầu mang theo một chút ngạc nhiên bắn lên tận trời, xoay vài vòng trên không trung, rồi một lần nữa rơi trên mặt đất. Thoát! Cloud hất lên su sui, máu tươi trên lưỡi đao bắn tới trên mặt đất, ánh mắt đỏ làm, lạnh lẽo nhìn sang chung quanh. Trên chiến trường mấy kẻ có chiến lực cao cấp cũng đã bị xử lý gần hết. Tóc đỏ không còn, Tích không còn, Bét Km An không còn, tiểu tử mũ rơm cũng không còn, mấy kẻ chủ yếu đều không có. Còn lại, Cloud chuyển ánh mắt nhìn tới một đám cán bộ mũ rơm, sau đó lại nhìn về phía hải tặc ở bên kia đang kịch chiến cùng hải quân. Xô, ngươi đi chiến trường bên kia. Cloud trầm giọng nói, còn lại, để ta giải quyết, trận chiến tranh này, đã phân ra thắng bại phải không? Xô khẽ thở dài một cái, cũng không nói thêm gì nữa, mà bước về phía chiến trường. Một đại tướng gia nhập, sẽ để chiến trường sinh ra biến hóa long trời lở đất. Còn một đám mũ rơm còn lại, Cloud sẽ đích thân giải quyết, trong khoảng thời gian ngắn, kết thúc trận chiến tranh giữa hải quân cùng hải tặc này, chiến tranh cũng nên kết thúc. Cloud nói khẽ. Chiến tranh bắt đầu, trên biển lớn, David nhìn thấy Cloud chặt xuống đầu của mũ rơm, thì giơ cánh tay lên hét lớn, thông cáo toàn quân, chúng ta tiến về phía Hồng Cảng, đi tới Marygold. Doflimo ở kia nhìn màn ảnh, đột nhiên nở nụ cười, phất phất. Các ngươi sẽ không dễ qua như vậy, nhưng mang theo ta thì không nhất định, ta biết rất nhiều bí mật phía trên, mang ta lên đi, ta có thể dẫn đường giúp các ngươi, điều kiện chính là, để ta gia nhập cuộc thịnh yến này. Trên màn ảnh chiếu cảnh Luffy tử vong, kỳ thật cũng khiến không ít người rung động, dẫn đến không khí trước kia có chút căng thẳng lại trực tiếp biến mất. Ánh mắt Kurang phức tạp nhìn về phía màn ảnh, trên mặt Nico Robin mang theo vẻ không thể tin thì khẽ thở dài một cái. Monkey Dê Luffy, cháu của Gáp, mà Gáp đã từng là cấp trên của mình. Nico Robin, bé gái năm đó bởi vì bạn tốt Saum chết mà thả đi. Hai người này đều có quan hệ cùng hắn, Cloud cố ý phái hắn đi ra, cũng có lo lắng mình ở trên chiến trường sẽ nương tay. Hiện tại Luffy chết rồi, Nico Robin chắc cũng không giữ được, cảm giác vẫn thật phức tạp. Mặc dù Doflimo còn mang theo ý cười, nhưng khi Luffy chết đi lại để hắn vô thức sinh ra ảo giác như năm đó ở Logger tao nhìn Roger bị xử hình. Nhưng khác biệt chính là, năm đó sau khi Roger chết mở ra thời đại đại hải tặc. Mà lần này tiểu tử mũ rơm đánh bại chính mình kia chết, sẽ mở ra một loại thời đại khác. Cũng không phải là thời đại hải quân, đây chẳng qua là biểu tượng, tên kia tự tay đưa tới không chỉ như thế, giống như danh hiệu của hắn, bên trong mây mù lượn lờ, người khác chỉ có thể nhìn thấy một lớp da lông. Chân chính dấu ở thời đại hải quân sắp mở ra là một loại thời đại khác. Loại thời đại kia, cho dù là Doflimo đều sẽ vô thức sợ hãi. Hắn luôn chú ý tin tức báo chí, nhất là tin mới về Dressrosa, từ đó hắn có thể tìm thấy rất nhiều dấu vết để lại. Đầu tiên, các lão quý tộc ở Dressrosa đều biến mất, mà trước mắt trong khu vực mà vị tân vương Dressrosa chinh phục, trong đó cũng có nơi hắn quen biết, nhưng mặc kệ là đại quý tộc hay tiểu quý tộc, không có một ai đứng ra lên tiếng. Trên báo chí không có chút tung tích nào, việc này không phù hợp lẽ thường, bình thường, cho dù là quốc gia lưu vong, cũng sẽ cực lực lên trên báo chí để lộ cảm giác tồn tại của chính mình, đây cũng là cơ hội duy nhất để cho thế giới biết được bọn họ, không ai sẽ từ bỏ. Nhưng tất cả các quý tộc đều biến mất, vậy chỉ có một loại khả năng, quý tộc đều bị David cho giết chết. Kết hợp với những lời hắn vừa nói kia, có thể xác định quân cách mạng có quan hệ cùng bọn hắn, muốn quý tộc biến mất, còn muốn Thiên Long Nhân biến mất. Doflimo không biết cụ thể bọn hắn muốn làm gì, nhưng có một điểm hắn có thể rõ đó chính là những người có đặc quyền trên thế giới kia có khả năng không tốt lắm. Nhưng loại chuyện này không phải là hỗn loạn mà hắn hướng tới sao, đây tuyệt đối là hỗn loạn lớn nhất đủ để kéo đám người ở Merigolski xuống, là thời đại càng người sợ hãi cùng hỗn loạn hơn với mà thế giới trong suy nghĩ của Kiado là cường giả quyết định quy tắc thế gian, người có tài năng mới có thể thống trị thế giới. Cho nên khi David nói ra muốn tiến công, hắn không chút do dự bán Marygold. Không thể nói bán, chỉ có thể nói mục tiêu của bọn hắn là nhất trí. Ngươi, David nhíu lông mày, nói, Don Quisto gia tộc, bản thân chính là Thiên Long Nhân đi, mặc dù ngươi chủ động, hạ giới, nhưng dường như còn tự cho là mình duy trì huyết thống cao quý, người như ngươi sẽ mang bọn ta đi vào Marygold, phất phất, ta cũng không phủ nhận huyết thống cao quý này. nhưng thế gia này chỉ có người thắng mới có thể định ra quy tắc. Đoflimo cười gằn giang hai tay ra, đầu lưỡi đều phun ra, kích động nói, 800 năm trước, quốc vương 20 nước thắng lợi, cho nên định quy tắc thế gian, nhưng bây giờ còn không nói được, các ngươi là có cơ hội nhất, các ngươi thắng, quy tắc sẽ do các ngươi đến quyết định, các ngươi thua ta cũng không ảnh hưởng, ta vốn chính là hải tặc. Hắn chỉ vào David, cười nói, chỉ là mang các ngươi đi Merigold mà thôi, đúng lúc, cũng đã lâu ta không tới đó. Này, làm ra động tác lớn như vậy, sẽ không phải chỉ là một tù phạm vượt ngục thôi sao, các ngươi đều sợ à, không sao cả. David thản nhiên nói, ngươi muốn tới thì tới, hiện tại kẻ địch đã không phải hải tặc, chúng ta tạm thời sẽ không quản chuyện của ngươi, chỉ cần không chạm tới nguyên tắc của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không dựa theo lời ngươi nói làm, việc duy nhất ngươi có thể làm là đứng ngoài quan sát. Đoflimo, phất phất, thật đúng là bá đạo, cứ quyết như vậy đi. Đoflimo từ không trung hạ xuống tới, không hề cố kỵ hình tượng ngồi xuống trên bông thuyền. Hạm đội tiếp tục dương buồm xuất phát. Ở một chỗ khác trên biển cả, trong hạm đội hải quân cảnh nội Campbell, màn ảnh trên một chiếc thuyền bị một âm thanh trực tiếp đánh nát rơi. Hải quân trên quân hạm, từng người đều đứng thẳng tắp, ngừng reo hò bởi vì tiểu tử mũ rơm chết đi. Bởi vì người đánh nát màn ảnh là Gáp. Tí tách, tí tách. Theo thân thể Gáp trượt xuống, một tia ướt át từ trước người Gáp đã đưa lưng về phía hải quân rơi trên bông thuyền, thân thể tráng kiện của ông ta vào thời khắc này đã còng xuống không ít, nắm đấm nắm chặt ẩn ẩn đang rung động. Gáp. Trên một quân hạm khác chạy song song, Sengoku đứng ở mạn thuyền, ánh mắt phức tạp. Ông nhìn chằm chằm Gáp một lúc, lại nhìn mình màn ảnh trên quân hạm của mình, thở dài thật sâu. Trên tấm hình, Clown nâng su su nhắm tới một đám người đoàn mũ rơm còn sót lại, đôi mắt sung huyết cùng thân thể bởi vì chiến đấu mà lộ ra vết thương không chỉ không để hắn có vẻ chật vật, mà dần dần có một loại cảm giác bá đạo không ai bì nổi. Không thể không thừa nhận, sau trận chiến đấu này, Clown sẽ để hải quân đạt tới một đỉnh điểm mới, những kẻ địch khó giải quyết trên biển cả kia đã đều biến mất dưới đao của hắn. Nhưng kia là chảo của Gáp, tiểu quỷ đáng ghét này. Sengoku tức giận thôi râu trắng của chính mình, trầm giọng nói, chính là không thể lưu thủ nha, cho dù là bắt lại cũng tốt, ngươi để Gáp làm sao đối mặt đây. Hai đứa cháu, tất cả đều bởi vì làm hải tặc mà bị hải quân tử hình, không có ai chạy trốn. Trong lúc nói chuyện, ông lại thở dài. Nếu như có thể ảnh hưởng chiến lược, ông cũng sẽ không bị bài trừ ra ngoài trận chiến tranh này. Những lão hải quân bọn hắn hoàn toàn không thuộc phạm vi lần chiến tranh này, ngược lại bởi vì tên tích đáng chết kia gây ra rối loạn ở Impel Down, nên bọn hắn chạy đến nơi đây để kết thúc công việc. Thời đại thay đổi. Sengoku lắc đầu, nhìn về phía bầu trời, âm thanh trầm thấp, kết thúc, chính là thật sự sẽ kết thúc sao, trong mắt của ông không khỏi mang lên vẻ lo lắng. Chiến tranh sắp kết thúc, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây không chỉ có là hải quân toàn diện thắng lợi, cũng sẽ là chính phủ thế giới toàn diện thắng lợi, hy vọng phía trên cũng sẽ đạt tới đỉnh điểm trong gần vài chục năm nay, thậm chí là gần mấy trăm năm qua. Nhưng cũng đại biểu cho những thiên long nhân đó sẽ càng thêm quá đáng, nếu chú ý chậm thì thế giới này cũng sẽ càng rối loạn lớn. Chỉ là chuyện này không thuộc phạm vi ông có thể quản, hiện tại nguyên soái là Clown, lấy hành vi của hắn năm đó ở Sa Bao, cùng thái độ đối với thiên long nhân, có lẽ có thể quản lý tốt đi. Trên một chiếc quân hạm khác, một người đeo kính râm dáng người thon đài lên cằm, nhìn người trong màn ảnh, miệng không khỏi mân mê, thật đáng sợ đâu. Ở chiến trường bản bộ, Clown dùng su su nhắm tới một đám mũ rơm, thân hình trực tiếp hóa thành tàn ảnh xông về phía trước. Người thứ nhất xông tới là Frankie đang chiến đấu cùng Sarel, cả hai xem như đánh khó phân thắng bại. Sarel là trái cây đánh xem như trái cây hạ cấp của trái cây đạn, nhưng khai phát ra thì cũng là có thể đánh rụng rất nhiều công kích, còn Frankie tự cải tạo cũng không tệ, có thể ngăn cản công kích của Sarel, đánh lên không dứt, nhưng cũng đến mức độ thôi. Clown xuất hiện trước mặt hình thái người máy. Frankie tướng quân, su sui thu vào vỏ sau đó đao quang lóe lên, phía trước bắn ra vô số đạo hắc mang, trảm kích đánh thẳng trên thân thể máy móc của Frankie. Suy suy suy, thân thể máy móc cứng rắn bị hắc mang cắt đứt, nhanh chóng biến thành một đoạn thân thể nhỏ, ánh đao lướt qua, Clown trực tiếp đưa tay, đánh ra một cột lửa năng lượng cao, đánh vào trên đống máy móc bị chém kia, thiêu đốt chúng hầu như không còn. Frankie, lại là một tiếng kêu to. Hai mắt Nami rưng rưng, gậy thời tiết chỉ thẳng tới Clown, lôi vân không ngừng từ trong gậy xuất hiện, ngưng tụ thành mặt người. Rớt! Giúp ta một chút, không có lực lượng lại phẫn nộ hò hét từ chỗ Nami vang lên. Chết mất ba đồng bọn, Luffy không còn, Usopp không còn, Frankie cũng không còn. không thể như vậy, không thể. Xì xì, oanh, lôi vân màu đen không ngừng khuếch trương, đen kịt trên bầu trời, tản ra lôi đình, những lôi đình đó cũng bắt đầu tập hợp phía dưới lôi vân, hình thành một quả cầu bằng lôi vô cùng to lớn, một khi đánh xuống, quy lực của nó cũng đủ để chấn vỡ quảng trường này. Chỉ là Cloud sẽ không cho hắn cơ hội này. Homie, thân hình Cloud lóe lên, xuất hiện phía dưới lôi vân, ngón cái tay trái bắn ra hắc đao, nắm chặt tay phải trực tiếp vung về phía trước, chém ra một đạo quang hoa như trăng khuyết. Linh Linh chết rồi, ngươi nên biến mất, xoát, ánh sáng màu đen trực tiếp phá vỡ mây đen to lớn kia, trực tiếp cắt đám mây kia thành hai nửa, đồng thời, lít nha lít nhít trảm tiếp quang hoa xuất hiện tinh tế cắt nát mây đen chia hai nửa kia, biến chúng thành mây khói tiêu tán, cùng tiêu tán còn có lôi đình tụ tập kia. Hắn không phải không thể chặt Homie, dù sao chỉ là lôi vân, còn sống mà thôi. Rớt. Nami đờ đẫn nhìn lôi vân biến mất, thân thể quỵ xuống, sau đó, thân hình Cloud lại lóe lên, xuất hiện ở trước mặt của cô ta. Nắm chặt lưỡi đao, khẽ vung tới bên cạnh. Xùy, đầu cũng bay lên, cùng thân thể không đầu kia cùng rơi xuống. Ở trong mắt Cloud, cô gái này kỳ thật cũng chính là một nữ hải tặc có chút xinh đẹp mà thôi. Mỹ nữ cái gì, không phải cũng là hải tặc sao? Nami, Kuro đang đè ép Sanji chỉ cảm thấy một luồng bạo lực truyền ra, thế mà để hắn đều không thể ngăn chặn, song trảo dương lên, một đạo hắc ảnh cực tốc từ dưới vuốt Kuro nổ lên, cấp tốc đánh tới, quanh thân đều bùng lên ngọn lửa. Kim nghe, ta muốn giết ngươi, dưới đám lửa thiêu đốt, thân thể Sanji quét ngang, hung hăng đá một cước tới Cloud, trong không khí mang theo một vòng xung kích. Ma thần phong chân, thịt bò bớt, trong ngọn lửa, cả người hắn giống như một con thoi lửa, nhìn đầy cường hãn. Mà Cloud chỉ duỗi ra một cái tay, năm ngón tay kia hung hăng bóp, trực tiếp lộ ra ngọn lửa kia, bắt lấy chân Sanji đá tới. Quanh, sóng khi mạnh mẽ từ bàn tay kia đẩy ra, thổi bay bụi mù cùng đá vụn chung quanh. Một cước kia trực tiếp bị đỡ được. Không có khả năng. Không có khả năng, không có tác dụng gì. Sanji hét lớn. Lực lượng, tốc độ, độ cứng, kỹ thuật của Vinsmo ở trên thân thể ngươi rất thành thục, nhưng cũng chính là chỉ có như vậy. So với ta mà nói, vẫn rất có chênh lệch. Cloud nhàn nhạt mở miệng. Trái cây thanh long để tố chất thân thể của hắn tăng thêm, dĩ nhiên kỹ thuật Vinsmo không thể so sánh, dù là mạnh hơn, cũng không thể mạnh đến mức vượt qua lực lượng của hắn hiện tại, muốn ngăn trở thực sự quá đơn giản. Cloud trực tiếp nâng đao, lưỡi đao hóa thành hắc quang, chém qua trên cổ Sanji. Thùy. Tiếng vang nhẹ truyền ra, lại một cái đầu bay lên. Trên tay Cloud buông lỏng, chỉ thấy thân thể không đầu kia lắc lư một trận rồi ngã xuống đất. Mu, một bóng tối lớn bao phủ thân thể Cloud, để hắn nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tuần lộc hình người vô cùng to lớn xuất hiện ở kia, đầu ngón tay đen nhánh mang theo một bàn tay khổng lồ trực tiếp đập qua. Hệ Doan thức tỉnh. Thú vị. Cloud trực tiếp hóa thành tàn ảnh, khi bàn tay kia rơi xuống đã vọt đến một bên, ngay sau đó thân thể bay khỏi, trực tiếp lẻn đến trước mặt tuần lộc to lớn này. Nhưng bất kể là ai, chặt đầu xong thì đều sẽ không sống được. Nguyệt Lung, hắc quang như trăng khuyết lại đến, còn quấn quanh cổ tuần lộc to lớn một vòng, một vòi máu phun ra, lượng máu rất lớn, trực tiếp phun trên người Cloud, mà thân thể tuần lộc to lớn ầm ầm ngã xuống, trong khi rơi xuống đã thu nhỏ, biến thành Chopper bộ dáng. Cloud trực tiếp lóe lên trên không trung, lẻn đến trước mặt Robin, cả người đẫm máu khiến cho Robin chịu lực trùng kích cực lớn, để cô ta vô thức lui lại, sau đó cô ta khoanh hai tay, phía sau xuất hiện lượng lớn cánh tay, dần dần tổ hợp thành một người khổng lồ đen nhánh. Nico Robin. Được rồi, ngươi cũng rất phiền phức, mặc dù có chút có lỗi với Cu Giang, nhưng hắn sẽ hiểu. Xùy, lưỡi đao lại lóe lên, chém đứt đầu Robin, cũng làm cho người khổng lồ tổ hợp ra kia tiêu tán. Hồn chi tan kiếm, khí tức băng hàng truyền tới, chỉ thấy rút cực nhanh đánh tới chớp nhoáng, trượng kiếm đâm ra, thẳng tới Cloud. Bộ xương, linh hồn sao? Tính chất tương tự Homie. Cloud không thèm nhìn, một đao ép xuống, bên trong lưỡi đao bắn ra một luồng, thế, khó mà nói rõ, sát khí cùng phong áp oanh kích, làm bộ xương khô vỡ tan tành, văng khắp nơi chung quanh. Hô! Hắn thở ra một hơi, giơ đao lên, ánh mắt lần nữa ngưng lại, một dải lụa bay ra cuốn quanh trên lưỡi đao, giống như là dung hợp vào. Đơn thuần trảm kích, đương nhiên không có khả năng tiện lợi chém đứt những người này như thế, nhưng Susu gia tăng uy lực, tuyệt đối là có thể làm được. Cloud không muốn thả bất cứ kẻ nào chạy, bài binh bố trận lâu như vậy, thậm chí ngay cả bản bộ nơi này mà hắn đều chuẩn bị từ bỏ, chính là vì một trận hoàn toàn thắng lợi. Trên một điểm này, hắn làm còn dứt khoát hơn Sakariki. Chiến tranh sẽ do ta đến nói cho thế giới, không nên tùy tiện mở ra, một khi mở ra, đó chính là không chết không thôi, mặc kệ trả giá lớn cỡ nào, dù hải quân ở đây chết hết, đều phải lưu hải tặc ở nơi này. Đây không phải là chơi nhà chòi, không phải nghĩ đánh là đánh, muốn chạy là chạy. Lao nắm chặt lưỡi đao, ngữ khí rét lạnh, phối thêm cả người dính máu lúc này, lộ ra về dị thường dữ tợn. Hải tặc ở đây cũng phải chết ở cái này. Chết rồi, thì cái gì cũng kết thúc, ngươi. Khi Cloud bắt đầu giết gần hết người, một tiếng gầm cấp tốc vang lên cách đó không xa. Tiếng gầm kia mang theo vô tận nộ khí, cùng vô số đau thương. Yoro trực tiếp tránh khỏi mo ngăn cản, Emma cùng Kitet ba đời dựng đứng, Wado Ichimori miệng nằm ngang, đầu cúi hơi thấp, Haosu thấu thể mà ra, nhìn như quỷ khí. Tam đao lưu, Diễm Mỹ Ma, Dạ Bất Miên, Quỷ Trảm, hai thanh đao giao nhau, Yoro giống như báo cấp tốc xông tới, cặp mắt kia đỏ lòm như muốn phát cuồng. Mo phía sau đang muốn chớp động, nhưng nhìn con ngươi Cloud đã đỏ lên, giơ su sui lên, thì lập tức ngừng động tác. Phong tỏa công kích. Ngươi còn có thể phong tỏa được ta, Cloud vung một đao xuống, đang muốn ép tới Yoro đã xông lại, su sui chém xuống từ một đao hóa ba, chia thành ba đạo đao mang, vừa vặn chặn ở phương hướng tiến công của ba thanh đao của Yoro. Đương đương đương. Tia lửa từ trên lưỡi đao Yoro hiện lên, để động tác của hắn thoáng có chút ngừng, thời khắc đao quang biến mất, su sui vững vàng chặn lại ba lưỡi đao của Yoro. Con ngươi Yoro thít chặt, song đao muốn giao nhau chém tới. Yến phản, quần yến quy lai. Theo tiếng hô của Cloud, chung quanh Yoro xuất hiện càng nhiều đao mang vây hắn lại, từ bốn phương tám hướng đồng loạt tiến công, đồng loạt chém vào trên thân thể Yoro. Xuy suy suy suy, tiếng lưỡi đao chém vào da thịt vang vọng, trên thân thể Yoro hiện lên rất nhiều vết máu. Hai tròng mắt Yoro đỏ lòm, lúc này rõ ràng là lửa giận ngập đầu, phẫn nộ liệt khiến hắn không còn tỉnh táo, ngay cả ken bung sao đều không dùng tốt, bằng không, loại trảm kích này hẳn là có thể dùng haki đến triệt tiêu mất một phần. Chỉ là hiện tại, triệt tiêu mất thì có ích lợi gì? Yoro kêu lên một tiếng đau đớn, mặc cho máu tươi từ trên người rơi xuống, siết đao cấp tốc hất lên, đẩy lùi đao của Cloud ra, quỷ khí quanh người bộc phát, song đao tiếp tục giao nhau mang theo đao trong miệng giao nhau chém tới. Diêm Vương Tam Đao Lưu Quỷ Trảm, Cloud hơi híp trong mắt, cả người lóe lên hóa thành tàn ảnh, ba thanh đao kia mang theo một đạo trảm kích bay lượn đủ để cắt không khí, bày ra chữ trảm trong không khí, cắt đứt tàn ảnh của hắn. Quỷ khí Cửu Đao Lưu Asrua. Quỷ khí bốc lên, Yoro hiện ra hình tượng ba đầu sáu tay, xông thẳng về phía Cloud xuất hiện. Người chết trò chơi chấm dứt, hai tay Cloud nắm chắc su su nhấc lên, nói với Yoro đang chạy tới, rất nhiều người lòe loẹt, ngươi chơi lòe loẹt đến cảnh giới không sai, nhưng làm kiếm hào, ta sẽ nói cho ngươi. Su sui chém xuống, trực tiếp tìm tới khe hở trong lưỡi đao như ba đầu sáu tay gần như có thể trảm kích đến toàn phương vị kia, so tốc độ với Yoro thì hắc mang càng nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, chém vào miệng vết thương lớn vốn có trên người hắn. Xuy, thân thể Yoro ngưng lại, lượng lớn máu tươi từ ngực hắn phun ra, ở trên người biến thành một vết thương hình chữ X giao nhau. Kiếm cũng tốt, quyền cũng tốt, đối với giết người, nhanh chuẩn hung ác là đủ. Trong nháy mắt ngưng lại này, Cloud thoáng chuyển lưỡi đao, trở tay nghiêng đi rồi trảm, thân thể Yoro run rẩy, muốn phản kích, nhưng tốc độ nào so được với Cloud, một đao chém xuống, cái cổ Yoro bị chém ra một vết thương nghiêng nghiêng, để đầu hắn bay lên. Dù sao lão tử cũng là đại kiếm hào đệ nhất thế giới, tràn ngập tức giận đối đãi ta, sẽ chỉ chết rất khó coi. Cloud hất lưỡi đao lên, cũng không nhìn thi thể không đầu ngã xuống, bước chân di chuyển, con ngươi đỏ lòm để mắt tới Giang đang ở đài tử hình. Tên cuối cùng. Cloud thấp giọng nói, ngươi chết hết, những kẻ đại diện trong đoàn hải tặc có thể gây chuyện nhất là các ngươi, cứ hoàn toàn kết thúc, la mập mạp, lúc này Giang còn đang giao chiến cùng Rida. Mặc dù Rida là khắc tinh thể thuật, nhưng rõ ràng Giang có kinh nghiệm hơn, giao chiến cùng Rida, haki phòng hộ toàn bộ hành trình, tất cả đều dùng ngoại phóng, không để Rida chạm đến hắn. Hắn có dự cảm, cho dù là quấn quanh haki, một khi bị chạm đến, cũng rất có thể bị cô hấp thụ mấy thể lực. Tinh khí sóng xung kích, Rida đánh một quyền thẳng tới Giang, nắm đấm mang ra một đợt sóng xung kích, Giang nghiêng người vừa trốn, đưa tay đánh ra một đạo thương sóng, lại bị Rida đá một cước phá vỡ. Sau đó, Rida bật lên mấy lần trên không trung rơi xuống mặt đất, không ra tay nữa. Bởi vì Cloud đã đi tới hướng này. Cô lại không giống Kuro, muốn chứng minh cái gì, cho nên đối thủ bị cướp có khả năng còn có chút thất vọng. Hiện tại Cloud muốn đối phó Giang thì để hắn đối phó, vừa vặn bất việc. Nhìn thấy đối thủ đổi, Giang nắm chặt bàn tay, bên trong đồng tử xuất hiện tơ máu, thân thể đã dùng sức quá độ đang run nhẹ nhẹ. Chết rồi. Đều chết rồi, hắn cho rằng nhân tuyển vua hải tặc tương lai, nhân tuyển đại kiếm hào đệ nhất thế giới tương lai, đầu bếp đệ nhất thế giới tương lai, hoa tiêu đệ nhất thế giới tương lai, dũng sĩ đệ nhất thế giới trên biển tương lai, bác sĩ đệ nhất thế giới tương lai, nhà lịch sử học đệ nhất thế giới tương lai, tạo thuyền tượng đệ nhất thế giới tương lai, nhà âm nhạc đệ nhất thế giới tương lai. Hết rồi, đồng bọn của hắn đều chết rồi. Thế Cloud chậm chậm đi tới, Giang duỗi ra một chưởng, nắm tay phải thu ở bên hông, triển khai tư thế. Lão Phu không phải là đối thủ của ngươi, nhưng... Kim Nghê, Lão Phu cũng sẽ không cam nguyện thất bại, ngươi căn bản không biết ngươi làm cái gì, thế giới bởi vì ngươi mà lâm vào hắc ám. Giang thở sâu, lượng lớn giọt nước từ trên lòng bàn chân nổi lên trên nắm tay, hình thành một đoàn nước. Kích mang karate áo nghĩa bu rai cần, đoàn nước hóa thành xung kích kịch liệt, đánh thẳng đến Cloud phía trước. Một chiêu này đủ để xuyên thấu tất cả, cho dù là đối phó Big Mom, đều đủ để xuyên thấu thân thể bà ta. Đoàn nước phối hợp với bàn tay Giang, khi Cloud tới gần đã bay thẳng mà đi. Ngươi chơi nước cùng ta. Cloud không biểu tình nhìn chằm chằm Giang, nói, cho dù là kinh nghiệm nhiều, vào giờ phút này, cũng không tránh khỏi phẫn nộ không quá lý trí đi. Soạt, đoàn nước trên bàn tay Giang vào thời khắc này hóa thành bọt nước tản mát, chỉ lưu lại bàn tay Giang, đơn độc tấn công tới thân thể Cloud. Xuy, Cloud chém một đao xuống, hắc quang chém xuống cổ tay Giang, chém bàn tay kia xuống. Giang kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không để ý cổ tay phun ra máu tươi, một tay khác nắm chặt, đánh thẳng tới. Kích mang karate áo nghĩa, quỷ ngói chính quyền, nắm đấm mang theo haki, đánh trúng Cloud phần bụng. Cloud phần bụng co vào, thân thể lui về sau lui, sau đó ngẩng đầu hỏi Giang, ta nhớ ngươi đã nói, ngươi là lái thuyền của vua hải tặc tương lai phải không? Ngươi nhận định tiểu tử mũ rơm là vua hải tặc, nhưng bây giờ hắn chết rồi, như vậy. Ngươi là lái thuyền của ai? Lão Phu vẫn luôn là lái thuyền của Luffy. Giang hét lớn. Cloud lắc đầu, hoàn toàn không biết hối cải, ta còn muốn cho ngươi một cơ hội, trước kia làm Shichibika, ngươi có cơ hội, đáng tiếc. Xuy, Su Sui lần nữa hóa thành hắc quang, chặt đứt một tay khác của Giang, thời khắc đau đớn, hắn lui lại một bước, nhưng chính là một bước lui lại này, Cloud lại giơ Su Sui lên, trên lưỡi đao lóe ra kim quang, một đao chém vào trên đầu Giang. Chỉ trong nháy mắt, đầu Giang phóng lên tận trời. Cloud không nhìn cổ la mập mạp phun ra suối máu, xoay người nhìn về phía chỗ lối đi, liếc nhìn lưỡi đao đã mất đi sáng bóng, một dải lụa lần nữa khắc ở trên lưỡi đao. Hắn bay đến không trung, bay thẳng tới chỗ Marco ở phía trước. Lúc này Marco ở trên không trung tiến hành công kích hải quân, làm bất tử điểu, hắn rất khó bị người đánh chết, đột tiến đột xuất trong đám hải quân. Từ khi Cloud thay đổi chiến trường, Marco đã chạy tới chiến trường chi viện, hắn không thể nhìn hải quân tầng tầng tới gần, nhất là trong tình huống đám quái vật màu trắng kia. Làm người tham dự chiến tranh trên đỉnh, hắn biết chỗ đáng sợ của hải quân râu quai nón, phòng ngự tuyệt đối như cự thuẫn kia, ngoài việc không thể đột phá phòng ngự ra, còn có được lực công kích to lớn, nhất là khi hình thể bọn hắn như người khổng lồ kia, nhìn tới đã khiến người sinh ra sợ hãi. Marco ở trên không đoàn hải tặc, đánh thẳng vào vách ngăn màu trắng. Trong hải quân cũng đang ra sức đối kháng, phía dưới cự thuẫn, Smoker, Hina, Sentoma đang đối kháng cùng hải tặc. Bây giờ hải tặc còn có thể đứng, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, không thể so sánh cùng ngày xưa, đánh tiếp cũng chỉ có thể giằng co. Loại cấp bậc chiến đấu này, trừ so sánh ai có thể chịu đựng lâu hơn thì không có bất kỳ phương thức nào khác. Chỉ là từ khi đại tướng hải quân Fujito gia nhập chiến trường, thế cục đã dần nghiêng về một bên, dần dần đẩy về phía trước. Marco trừ phải ứng phó với hải quân trong màn trắng màu trắng kia, còn phải chống lại công kích của Iso. Chỉ là năng lực đặc biệt của bất tử điểu để hắn có thể thành thạo điêu luyện. Thiên thạch rơi xuống, hắn có thể dùng nhục thân chống cự, vận dụng haki phá hủy từ trên không trung. Thứ này mặc dù rơi xuống có uy lực to lớn đối với hải tặc khác, nhưng đối cấp bậc như bọn hắn này thì là có thể ứng phó. Sương mù của Smoker không có tác dụng đối với hắn. Hina đối với Marco bay không trung chỉ có thể ném hắc thương, sau khi xuyên thấu thân thể của hắn, lửa xanh phục sẽ để thân thể khép lại. Keppo, Kobe dẫm lên không khí liên tục vượt lấy tới gần Marco, đập một quyền tới, bị Marco đá một cước vào bụng, để Kobe hắn như đạn pháo rơi xuống là. Marco phe phẩy hai cánh ngưng trên không trung, nhìn chiến cuộc giằng co phía dưới, hai cánh quét qua, lửa xanh như mưa rơi xuống, nhiễm lên trên thân thể hải tặc, để bọn hắn khôi phục thể lực. Rất khó xử lý. Marco nhìn về phía chiến cuộc phía trước đã kết thúc, đồng thời Cloud đang bay tới bên này, cười khổ một tiếng, lâm vào một loại hoàn cảnh khó chịu. Hắn ôm lòng tin rất lớn. Bởi vì Luffy, tiểu tử này đã từng cũng được lão cha nhìn với con mắt khác, bị tóc đỏ chọn trúng, ở nước Wano cũng bộc phát ra chiến lực to lớn, tăng thêm danh tiếng cùng thanh danh mà hắn xông ra trên biển cả. Từng có lúc, sau khi lão cha chết, có một đoạn thời gian, Marco cũng rất xem trọng tiểu tử mũ Remoli chí khí kia, loại chí hướng kia, loại không quan tâm kia, bất kể là ai đều sẽ có dũng khí huy quyền, đều được Marco xem trọng. Theo thanh danh trên biển cả càng ngày càng mạnh, Marco cũng cho rằng hắn là vua hải tặc. Có thể tìm tới đại bí bảo kia, tìm tới đại bí bảo mà lão cha đã từng nói, đại bí bảo mà Roger từng thấy, sau đó thay đổi thế giới. Mặc dù sau khi lão cha chết, Marco xem như vô dục vô cầu, nhất là đã từng phát sinh trận chiến kết thúc cùng tích, hắn chỉ muốn bảo vệ cẩn thận quê hương của lão cha. Nhưng bị Luffy mời, hắn vẫn tới. Bởi vì tin tưởng, bởi vì hắn cho rằng, tiểu tử mũ rơm nhất định có thể thay đổi chiến cuộc, hắn có thể đánh bại Sakariki, thì nhất định có thể lần nữa thay đổi tiếc núi chiến tranh trên đỉnh. Chỉ là Kim Nghê, Cloud. Kẻ này, hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Hắn giết chết toàn bộ đám mũ rơm, một người đều không lưu, hoàn toàn không có tình huống gì ngoài ý liệu. Còn hiện tại, Sưu, trong khi từng suy nghĩ lướt qua trong đầu Marco như đèn kéo quân, thì Cloud đã xuất hiện trước mặt Marco, vung một đao trảm xuống. Xuy, thân thể Marco bị chém ra một L lớn, hắn ra sức lui về sau, kích động hai cánh bay về sau. Bất tử điểu à, Cloud liếc xéo hắn, cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa lóe lên, theo sát trước mặt Marco đang lui về sau, bàn tay duỗi ra, Haki xuất hiện trên ngón tay, một phát đè lại đầu của hắn, mạnh mẽ quăng cả người hắn xuống. Bị bàn tay đầy Haki nắm lấy, Marco gần như không thể nào chống cự, lập tức bị quăng xuống mặt đất, cắm ra một hố đất trên mặt đất vỡ vụn. Mặt đất vốn đã sớm vỡ vụn không còn hình dáng, lúc này Cloud đã hoàn toàn từ bỏ tâm lý may mắn, vốn còn nghĩ giữ lại bản bộ mới, nghĩ rằng chờ đánh xong còn có thể làm bản bộ để sử dụng. Nhưng tâm lý may mắn này đừng nói chiến đấu cùng tiểu tử mũ rơm, cho dù là khi chiến đấu cùng tích, mặt đất đều sớm đã vỡ vụn rơi. Về phần hắn, đó cũng là do hải tặc đánh vỡ. Có liên quan gì với hải quân bọn hắn, có liên quan gì với Cloud hắn? Chiến đấu cái gì, vốn là công kích không khác biệt, hắn có thể không tác động đến đồng đội coi như rất không tệ, còn có thể không lan đến mặt đất, nào có bản lãnh đó. Marco, 5 lần 7 lượt, ngươi cũng tới gây phiền phức cho ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tới chọc ta, yên lặng ở địa bàn của ngươi làm chó canh cổng không tốt à. Lần trước ở nước Wano, ngươi may mắn giữ được một mạng, kết quả còn không biết sống chết, hiện tại còn tới gây phiền phức cho ta. Cloud nhắm đôi mắt lại, nhìn chằm chằm bị Marco hắn đè đầu, khẽ cười nói, ngươi chết rồi, cái chỗ ngươi bảo vệ kia chắc sẽ không có đi. Nghe nói như thế, thân thể phía dưới giật giật, cuốn lên từng đám lửa xanh, đốt tới Cloud, nhưng rất nhanh đã bị hỏa diễm quanh người Cloud bùng lên ngăn trở. Luôn nói hỏa diễm của bất tử điểu không có tính công kích, nhưng đây là giả đi, ta nhớ được khi ngươi va chạm với Linh Linh, thật thú vị, nhưng hỏa diễm là thứ không khác nhau lắm. Cloud trở tay nắm chặt su sui, mũi đao nhắm thẳng tới đầu Marco, đang muốn chém một đao xuống. Nhưng loại bất tử điểu này cũng không phải hệ Loria, năng lực khỏi hẳn tự mang kỳ thật rất đáng sợ, dù mang theo Haki, có vô sinh bất sát gia trì lực sát thương tuyệt đối, cũng không có cách nào tạo thành tổn thương trước khi lửa xanh biến mất. Còn năm đó vì sao Gáp có thể đánh một quyền làm Marco bị thương? Chắc là hắn chủ quan. Nhưng hiện tại là thời khắc sinh tử, hẳn là hắn sẽ không. Cũng chính là bởi vì thế nên Marco còn cố giãy giụa. Ngươi cho rằng ta đối phó ngươi cũng phải lãng phí thời gian. Hải tặc các ngươi có thể cùng nhau tiến lên, hải quân đương nhiên cũng có thể. Rida, đến rồi, cách đó không xa có một thân ảnh nhảy ra, chớp liên tục ra mấy đạo tàn ảnh, cực nhanh xuất hiện trước mặt Marco. Rida xuề bàn tay ra, vỗ một chưởng lên trên người Marco, sợi tóc bay múa sau đầu, tinh khí thu cướp, giống như lần thứ nhất ở chiến tranh trên đỉnh, trùng năng lực của Rida, thể lực của Marco đang không ngừng bị hấp thụ. Lửa xanh trên người cũng dần dần biến mất, dần dần, Marco cảm giác được bản thân không có lực lượng, lực đạo giải dụa cũng càng ngày càng nhẹ, thẳng đến khi lửa xanh toàn thân đều biến mất, lộ ra thân thể của Marco. Chết đi, đôi mắt Cloud lóe lên ánh hồng, mũi đao đâm thẳng tới mi tâm Marco, lưỡi đao hoàn toàn chui vào trong. Không có thể lực, lửa xanh trị liệu tự nhiên là không thể trị liệu, mũi đao đâm vào trong mi tâm Marco, sau đầu chảy ra máu tươi tới mặt đất. Thân thể Marco rung lên, một lúc sau đã lại không còn một tiếng động. Tuyệt đối không vực, trong chớp mắt lưỡi đao chui vào mi tâm Marco, lao lãnh đạm lên tiếng, mặt đất chung quanh hắn vỡ vụn rồi nổi lên, lấy hắn làm trung tâm, chia cắt ra hải quân cùng hải tặc, mà ở bên phía hải tặc kia, không khí hỗn loạn, tất cả hải tặc trong không gian đều tự do bay lượn trong không khí hỗn loạn này, không khống chế nổi thân thể mình. Lao rút đao từ mi tâm Marco ra, máu tươi trên mũi đao thuận thế vung vẩy về sau mà rơi xuống, hai ngón tay thuận thế lướt trên lưỡi đao, một dải lụa cũng chợt dung hợp vào, bộc phát ra kim quang. Vô Minh Thần Phong Lưu Sát Nhân Kiếm. Hai ngón tay lướt qua, tiếp đó hai tay nắm chuôi đao, Lao giơ đao lên, trực tiếp bổ xuống. Xương cốt thổi, kim quang tràn ngập trong không khí, trảm kích tràn ngập khắp nơi, mãnh lực quét xuống một cái. Thân thể những hải tặc kia trì trệ, dừng ở tại chỗ. Hoặc duy trì tư thế cầm vũ khí, hoặc mang theo vẻ mặt sợ hãi, các dáng vẻ thiên kỳ bách quái, nhưng tất cả đều đứng im. Hô! Hình như có gió phất qua, gió nhẹ nhẹ, thổi tới thân thể của bọn họ. Bao gồm cả Dory cùng Brogy có hình thể to lớn, thân thể dưới cơn gió nhẹ này đều lay động. Rõ ràng là người khổng lồ, nhưng gió lại có thể thổi. Gió dừng lại, lĩnh vực không gian hỗn loạn kia cũng biến mất theo. Dory cùng Brogy trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, một kiếm một búa trực tiếp bổ về phía Cloud ở phía dưới bọn hắn. Cẩn thận, lúc này Smoker hô một tiếng, thân thể vô thức hóa thành sương mù, trực tiếp chạy về phía Cloud. Hina đưa tay ngưng tụ ra hắc thương. Onigumo phun ra một ngụm khói mù, tám thanh đao biến thành tư thái đột tiến. Chỉ là làm người kỳ quái là đồng liêu hải quân vô thức có phản ứng, nhưng cán bộ trực hệ của hắn đều là vẻ không sao cả. Khóe miệng Rida còn cong lên lộ ra nụ cười lạnh. Trường kiếm to lớn cùng rìu rơi về phía Cloud đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng Cloud lại không thèm nhìn, hoàn toàn không thèm để ý sau óc truyền đến tiếng gió rít, chỉ là hất đao lên, thản nhiên nói đã nghe chưa. Trường kiếm cùng rìu, theo tiếng nói của Cloud lại dừng sau óc hắn. Hai vị thuyền trưởng của đoàn hải tặc cự binh, hải tặc truyền thuyết trên đại dương bao la, vào thời khắc này động tác bỗng nhiên dừng lại. Không phải bị dọa, cũng không có hao su, chính là đơn thuần bất động, sắc mặt có chút đỏ thắm bởi vì chiến đấu lại cấp tốc biến thành trắng bạch, thần sắc phấn khởi cũng cứng đờ ở kia, có cảm giác khó chịu nói không nên lời. Giống như tượng điêu khắc vậy. Ngọn gió tử vong thất truyền. Hô, Dory cùng Brogy, hải tặc trong truyền thuyết này, thậm chí chung quanh nơi này, hải tặc bị lĩnh vực của Cloud bao phủ. Tất cả hải tặc, dưới thanh âm này, thân thể dần biến thành tro bụi, từ bả vai, từ đầu, từ thân thể. Từng chút xíu tiêu tan. Giờ phút này, tất cả hải tặc xâm nhập bản bộ lần này, trong livestream toàn thế giới, trong mắt tất cả mọi người trên biển cả, tất cả đều tiêu tán, hóa thành tro bụi, theo gió tan vào phía trước. Biến mất, hết rồi, trong hải quân, cho dù là Onigumo bình tĩnh nhất, giờ phút này cũng không khỏi buông đao trong tay xuống, sợi tóc bay múa buộc chặt lưỡi đao cũng thoáng rơi xuống. Mô Cờ khẽ nhếch miệng, mặc cho xì gà thiêu đốt, biểu lộ phức tạp. Hina. Rất khiếp sợ. Hina tự lẩm bẩm, sau khi nói xong, lại chật vật nuốt nước bọt. Kobe cùng Hempepo tràn đầy khiếp sợ, Hempepo há miệng thật to. Cũng thật đáng sợ. Hempepo sợ hãi kêu lên, nhưng trong lòng lại âm thầm may mắn trước đó giữ chặt Kobe, bằng không, hắn thật sự không còn mạng. Hải quân bên này, thần sắc khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ, ngoài sự khiếp sợ về thực lực Cloud, bọn họ còn càng yên tâm hơn. Trong mắt Bugi trợn lên, tay cầm máy truyền tin rung lên, giống như người bị động kinh vậy. Thế này dường như cũng thật đáng sợ đi, tên kia bây giờ trở nên khủng bố như vậy sao, mặc dù nói xử lý tứ hoàng mới cũ, nhưng ở trong mắt Bugi, kỳ thật hắn không có khái niệm gì. Hắn biết Kiado rất mạnh, không thể trêu chọc, biết Big Mom cũng rất mạnh, cũng không thể trêu chọc. Nhưng tầm mắt của hắn cũng ở đó, làm đã từng thuyền viên của vua hải tặc, hắn được chứng kiến rất nhiều cường giả. Mặc dù nói Cloud xử lý Kiado cùng Big Mom, hiện tại được ca tụng là hải quân thế hệ tuổi trẻ, không, hiện tại chính là tồn tại mạnh nhất trong hải quân, lấy chiến tích bất bại để khoe oai biển cả. Nhưng trong nội tâm của hắn cũng tỏ vẻ không có cảm giác gì với loại mạnh mẽ này. Mạnh mẽ hơn nữa thì có thể mạnh tới đâu chứ, chẳng phải đều không khác mấy sao, tựa như thuyền trưởng đã từng chiến đấu cùng râu trắng vậy, đánh mấy ngày mấy đêm, Mạnh đến như thế, muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ không chỉ là có thực lực quấy phá, cũng phải chú trọng vận khí. Cloud rất có thể chính là người có vận khí tốt hơn một chút, mới có thể chiến đấu ở cường độ cao đó mà đánh bại Kiado cùng Big Mom. Xét về chiến lực thì đều không khác mấy. Nhưng hiện tại cảm thụ trực quan thì lại không giống. Nhiều hải tặc như vậy, còn là tinh anh trong tinh anh, mỗi một người đều có trình độ có thể là một vị thuyền trưởng kia, dưới tình huống một đao như vậy, không có. Tất cả đều chết rồi, chỉ một đao như vậy, không chỉ có Bugi đang kinh hãi, bên trong Shichibika, vẻ mặt của tất cả mọi người đều không khác mấy. Trong mắt Rudon cùng William tràn đầy hắc tuyến, tràn ngập vẻ lo lắng, sắc mặt trang nghiêm, không khỏi đứng thẳng người lên. Crocodile nổi bồng bềnh giữa không trung, khóe mắt giật giật, không khỏi nói một câu, nói đùa cái gì, cường độ này đã vượt qua giới hạn rồi đi. Hắn cũng là lão thủ trên đại dương bao la, còn là hệ Loria, nhắc tới loại công kích phạm vi lớn này, hắn cũng có thể làm được. Nhưng điều kiện tiên quyết là cường độ kẻ địch như thế nào. Giống loại cường độ này, dù biến mặt đất thành sa mạc, hoàn toàn biến thành hạt cát, loại hải tặc cường độ này cũng sẽ không biến thành thây khô. Cường độ rõ ràng nơi đó. Nhưng Cloud làm được, cường độ của tiểu tử này vượt qua tưởng tượng của Crocodile. Vẻ mặt Hancock cũng đầy vẻ trang nghiêm, thậm chí còn mang theo bi ý, Luffy đại nhân chết rồi, cô ta ngăn chặn phần tuyệt vọng nộ khí kia, bởi vì Kura Island. Giống như đã từng đối với Thiên Long Nhân, cô ta không thể báo thù, bởi vì Thiên Long Nhân quá mạnh, nhưng cũng không thể quên. Tên này, hiện tại giống như bọn hắn, loại cường độ này. Cô ta không có khả năng báo thù. Coi như mình từ chức hoàng đế Kura Island, dù người này thật sự sẽ không giận lây sang Kura Island, chính bản thân cô ta cũng không có khả năng báo thù. Cường độ một đao này đã đủ để hiển lộ rõ ràng thực lực của hắn. Kataki mặt không biểu tình, chỉ là tay cầm tam xoa kích thực sự căng cứng. Luffy chết rồi, kỳ thật hắn cũng cảm thấy rất đáng tiếc, đó là một đối thủ tốt có chí hướng kiên định, ý chí kiên định. Trước kia hắn còn nghĩ nếu như hắn trở thành vua hải tặc, có lẽ sẽ thay đổi hiện trạng của Totoland, để mẹ sẽ không điên cuồng như vậy có thể bảo hộ người nhà rất tốt. Đến khi mẹ chết rồi, chính mình trở thành Shichibika. Nhưng Luffy chết rồi, vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nhưng bây giờ một đao kia, thậm chí đã chặt đứt chút đáng tiếc trong lòng Kataki. Thực lực của người này chính là nhân tố ổn định biển cả, chỉ cần hắn còn làm hải quân, biển cả sẽ vĩnh viễn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Những Shichibika bọn hắn cũng có thể tiếp tục làm như vậy. Có thể để thế cục biển cả ổn định được hay không thì Kataki không biết, nhưng hắn biết, hắn có thể vững vàng bảo vệ được huynh đệ tỷ muội của mình. Dù sao cho dù là cùng là quái vật trên đại dương bao la, nhưng quái vật cũng có phân đẳng cấp A, chỉ có MiH, lộ ra vẻ kinh ngạc vì một đao kia. Thế mà là loại hình thức này sao? Năng lực cùng kiếm thuật, còn có sát khí của bản thân kết hợp hoàn mỹ, để kiếm thuật đạt đến một cấp bậc khác, không phải năng lực chủ đạo kiếm thuật, mà là kiếm thuật chủ đạo năng lực, vô cùng lợi hại, Cloud nha. MiH nhếch miệng lên mỉm cười, sau đó lại trang nghiêm, quay đầu nhìn về phía Shanks nằm bên kia, đã không có khí tức, khẽ thở dài một cái. Shanks là bạn của hắn, Cloud cũng thế. Một người là hải quân, một người là hải tặc. Kết quả sau khi bọn hắn đụng vào nhau sẽ như thế nào, chính mình không thể nhúng tay, chạm một bên nào cũng không đúng. Giống như Shanks có giác ngộ đối với sinh tử trên biển cả, Cloud đã từng nói muốn dính líu quan hệ với biển cả thì phải chuẩn bị kỹ càng phải trả giá đắt. Kết cục thế nào, đều là chuyện của bọn hắn, làm bạn bè của hai người, hắn chỉ có thể làm người chứng kiến. Kết thúc rồi, hải tặc kẻ thì chết, kẻ lại hóa tro, chỉ có hòn đảo bản bộ đã vỡ vụn lưu lại, còn có hải quân bị thương, cùng thân thể ngã xuống. Theo một tiếng hét to, Cloud dùng sức giơ đao lên, lớn tiếng nói, tuyên bố với biển cả, với thế giới, chiến tranh đã kết thúc. A, tiếng hô của hắn để hải quân lâm vào khiếp sợ kịp phản ứng, cùng hưng phấn giơ cao vũ khí, lớn tiếng gào thét. Kết thúc, cuối cùng đã kết thúc, tứ hoàng cũ, tứ hoàng mới, tàn đoàn tứ hoàng, hay là đám tuyển thủ ngân bài trên đại dương bao la, đã bại, đã chết, uy hiếp đã không còn, chiến tranh trên đỉnh lần trước bọn hắn đánh tới mức máu nhuộm mặt đất nhưng kết quả lại không tốt như vậy, ngược lại là lần này, tất cả hải tặc đều biến mất. Việc này đại biểu cho bọn hắn hoàn toàn thắng lợi, bọn hắn thắng rồi, Marigold, Tanga Castle, trung tâm quyền lực. Năm ông lão lúc này cũng đang xem livestream, trên màn ảnh Cloud chém một đao tiêu diệt hải tặc còn thừa, tuyên bố với thế giới chiến tranh thắng lợi, cũng khiến bọn hắn lộ ra ý cười. Làm tốt lắm. Ông lão cầm đao đẩy mắt kính, tán dương, thật sự là một đao xinh đẹp. Ông lão tóc quăn gật đầu nói, giao hải quân cho hắn là đúng, một đao kia hạ xuống, biển cả sẽ một lần nữa quy về ổn định, mặc dù không còn là cân bằng như chúng ta nghĩ trước kia, nhưng đây cũng là một loại cân bằng mới đi. Chỉ cần uy thế hải quân một mực tồn tại, chúng ta có thể bảo trì lại sự ổn định này. Ông lão râu dài nói, thế giới sẽ không rơi vào rối loạn, thế là đủ. Cloud là hải quân tốt, hải quân trên tay hắn, chúng ta có thể yên tâm. Ông lão da đỏ mỉm cười nói. Ông lão địa đồ hai tay khoanh, trong mắt cũng mang theo ý cười. Đại nhân cũng có thể thoải mái rồi, không cần làm phiền vị đại nhân kia tỉnh nữa, đi mẫn diệt ngọn đèn, nào. Đạp 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 đạp, ngay khi bọn hắn nói thế, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cực nhanh, một tên quan viên chính phủ mở cửa lớn ra, thần sắc hoảng sợ, chỉ ra ngoài cửa thở mạnh nói, không tốt. Người reo hò không chỉ có là hải quân trên chiến trường, tại các chiến tuyến ở Newark, toàn thuyền hải quân đều đang hoan hô, sĩ khí đại chấn, từng người nắm chặt vũ khí, muốn tử chiến cùng hải tặc đối diện. Mà đám hải tặc đối diện, tất cả đều lộ vẻ thất vong, một chút tuyển thủ ngân bài trên đại dương bao la yên lặng thở dài, phất phất tay, tiếp đó để thuyền quay đầu, chạy vào chỗ sâu trong biển cả. Thua. Bọn hắn bại bởi hải quân, mặc dù còn có thể chiến đấu, nhưng đã không có ý nghĩa. Thế giới sẽ không còn loạn giống bọn hắn nghĩ, hiện tại việc duy nhất có thể làm chính là tiếp tục làm bọn hắn hải tặc, tiếp tục tiêu dao tự tại ở Newark. Chiến tranh cái gì, bọn hắn vốn không có hứng thú, lần này là hải quân ép quá gấp, lại thêm bọn hắn cũng coi là có nhân vật dẫn đầu, cho nên mới có thể đánh lên. Hiện tại nhân vật dẫn đầu gì đó đều đã không có, tiểu tử mũ rơm cũng không có, râu đen cũng không có, tất cả đều không có. Vậy cũng chỉ có thể kết thúc. Thật sự là... Ở khu vực Campbell, Sengoku hơi cúi đầu, trên tấm kính phát ra ánh sáng, thấp giọng nói, không hề nể mặt mũi Cloud. Một đao kia chặt xuống, nơi nào là cục diện thắng bại, hắn còn chặt đứt lòng phản kháng của đám hải tặc. Làm hải quân, hòa bình đương nhiên là tốt, một đao kia sẽ để biển cả rối loạn hóa thành hai đoạn, các học giả trên biển sẽ phân thế giới này thành hai đoạn, một đoạn là trước một đao kia, đó là thời đại hỗn loạn. Một đoạn là sau một đao kia, vậy sẽ biến thành thời đại trật tự. Nhưng thời đại trật tự không tính là thời đại hòa bình, hải tặc sẽ không biến mất, những hải tặc trên chiến tuyến đối kháng kia sẽ trở về lãnh địa của bọn hắn, thậm chí nói từ bỏ lãnh địa, làm hải tặc truyền thống, dựa vào một chiếc thuyền lắc lư trên biển cả. Còn hải tặc mới, chắc sẽ không ít. Sengoku cũng không giống như các hải quân khác, năng lực trái cây của ông để ông có trí tuệ cùng tinh thần như Đại Phật, cho nên ông biết thế cục thế giới là thế nào. Hải tặc sẽ không biến mất, bởi vì phía trên. Sengoku thở dài, thì thầm nói, phía trên cũng không chính nghĩa hải tặc sẽ còn sinh ra, thế nhưng dưới một đao này, hải tặc sinh ra khẳng định không lớn bằng lúc trước, việc này cổ vũ quyền thế của Thiên Long Nhân, còn có những quốc gia kia. Dân chúng trên thế giới, trên bản chất sẽ không cải biến quá nhiều. Cho nên như vậy, thật được không, thời đại hỗn loạn có hải tặc tồn tại, cũng sẽ là một đường ra cho dân chúng. Nếu như đường ra thu nhỏ thậm chí nói không còn. Lão Phu cũng không biết Sengoku mím môi một cái. Ba lải nhải sóng nha. Máy truyền tin đột nhiên vang lên. Không phải bên trong thuyền hải quân, mà là chính trong ngực Sengoku. Ông móc từ trong ngực ra một máy truyền tin cỡ nhỏ, nhíu mày. Máy truyền tin này là chính phủ thế giới. Nhưng lúc này phía trên tìm người đã về hưu như ông làm cái gì? Sengoku cầm microphone. Không đợi ông nói chuyện, bên kia đã vang lên âm thanh. Nội dung lời nói, để Sengoku buông lỏng tay, mặc cho máy truyền tin rơi trên mặt đất. Con ngươi của ông thít chặt, vô ý thức nhìn về phía người đàn ông trên màn ảnh vẫn đang nâng đao hô to kia, dù là bình tĩnh như Phật, giờ phút này cũng lộ vẻ mặt kinh dị. Lao rống xong một câu kia, tâm tính lập tức thoải mái hơn rất nhiều, hắn nhìn qua đám hải quân chung quanh đang ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng không khỏi cười thầm. Cuối cùng đã kết thúc. Nói tiểu tử mũ rơm là khởi nguồn tội ác cũng không hẳn, nhưng quấy rối khiến biển cả không được sống yên ổn cũng là sự thật, hắn không còn, tiện thể những kẻ bị hắn ảnh hưởng, cùng những kẻ có quan hệ với hắn đều chết rồi. Mấy tên dê đầu đàn vừa chết, về sau biển cả sẽ hòa bình, cuối cùng có thể tiên đoán được. Lấy loại uy thế to lớn này, còn có livestream phát tới toàn thế giới, chính mình đánh 2 trận, với thực lực tuyệt đối khi giết chết tiếp cùng mũ rơm, đủ để cho hắn kéo dài hòa bình đến về hưu. Cuối cùng con mẹ nó đã có thể thoải mái dễ chịu tìm một chỗ an ổn bất động, dù trụ sở của hắn ở Newark hay một chỗ sâu trong Newark, nhưng thiếu hụt uy hiếp, nhóm hải tặc đã thất bại, về sau chắc cũng chỉ hỗn loạn như ở Tứ Hải thôi. Như vậy, về sau hắn ở biển cả, hắn có thể cả ngày không có chuyện làm sẽ lắc lư khắp nơi, nhàn rỗi sẽ tìm hai hải tặc đánh một chút, không có việc gì thì lái thuyền đi các nơi du lịch. Hắn đầu tư ở Resources sản nghiệp công nghiệp giải trí, một con rồng này chính hắn còn chưa đi qua đâu, cũng nên chạy đi tham qua một chuyến. Tứ Hải, Grand Liner, Newark, phong cảnh và mỹ thực các nơi, lái thuyền mang theo Mỹ. Rida nhìn Cloud suy nghĩ viễn vông, đột nhiên cảm giác được một cổ nguy cơ, ánh mắt hiếp lại. Cloud khụ một tiếng, tiếp tục mặc sức tưởng tượng, lái thuyền mang theo thuộc hạ cùng nhau hưởng lạc, thư thái du lãm các nơi trên thế giới, lấy uy thế hiện tại, lại không ai dám trêu chọc hắn. Thoải mái dễ chịu hưởng lạc cả một đời, dù sao đã kết thúc, ba lải nhải sóng nha. Ngay khi hắn đang mặc sức tưởng tượng về tương lai tươi đẹp, máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên vang lên. Máy truyền tin, Cloud nhíu mày, đưa tay nhìn thoáng qua, thì thầm, lúc này còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, Sengoku không hạ được Impel Down. Đừng nói giỡn. Sengoku, Rap còn có lão gia tử, cùng Sakariki đều đi qua, thế này còn không xử lý được đám tội phạm từ nhiều năm trước, đã thiếu hụt rất nhiều tin anh ở Impel Down. Alo, Cloud kết nối với máy truyền tin, hỏi với người bên kia máy. Bên này là Cloud, vừa kết thúc chiến tranh trên đỉnh lần thứ hai, cũng tuyên bố chiến tranh toàn tuyến giữa hải quân cùng hải tặc lấy thắng lợi của chúng ta mà kết thúc, có chuyện gì? Cloud. Bên kia máy phát ra âm thanh rất khàn khàn, cũng rất trầm thấp, thậm chí còn tràn đầy vẻ kinh hoảng, nhưng lại có cảm giác cố trấn định. Là Ngũ lão tinh. Ngươi. Bên kia nói chuyện thậm chí có chút ấp úng, dường như không muốn nghe đến chân tướng đáng sợ gì đó. Ngươi xử lý mũ rơm. Cuối cùng, bên kia máy đổi một ngữ khí, là ông lão đầu trọc đeo kính cầm đao kia. Cloud có chút kỳ quái, các ngươi hẳn là đang quan sát đi, mũ rơm đúng là đã bị ta xử lý. Nói rồi hắn còn nhìn thoáng qua về phía đài tử hình kia, lại nói, đầu thân tách ra, đã sớm không có khí tức. Xử lý sao? Vậy chỉ có thể một lần nữa tìm, lần này tuyệt đối không thể thất bại nữa, Cloud. Ngươi cần chú ý một chút về trái cây tiểu tử mũ rơm, nếu như gặp phải, nhất định phải an toàn mang tới. Trái cây của mũ rơm, Cloud sửng sốt một chút, trái cao su, một trái hệ Paramycia. Thứ kia thì làm được cái gì? Không đúng. Cao su cũng không tồn tại khuynh hướng hóa lỏng, loại co giãn kỳ quái kia cũng không giống là cao su có thể có. Bây giờ ngươi là nguyên soái, vẫn là nguyên soái chúng ta tín nhiệm nhất. Khi nói đến câu nói này, bên kia máy rõ ràng phát ra tiếng sột sột soạt soạt, cũng không biết là đang do dự cái gì, cũng không biết là tự nhủ hay là nói với Cloud ra. Không phải trái cao su. Trái cây kia là vật rất quan trọng, chúng ta vẫn muốn đạt được, từ khi chính phủ thế giới sinh ra đến nay đã 800 năm, chúng ta đều muốn có được, nhưng mỗi một lần chúng ta đều chỉ gặp thoáng qua, tên là trái cây Nika, trái người, hệ Mithikandoan, hình thái, Nika. Bên kia máy phát ra âm thanh để Cloud ngẩn người thật lâu, trong lúc nhất thời không nói gì, rơi vào trầm mặc. Quả nhiên, cho dù là ngươi, đối với loại trái cây này cũng tràn ngập. Bên kia còn chưa nói xong, một tiếng kêu nghi vấn lộ vẻ cực độ khó tin, hoặc là nói không thể nào hiểu được từ miệng Cloud phun ra. Không phải, ý của ta là... Cloud nhíu mày, ngửa ra sau một chút, bày ra biểu lộ ông già trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại di động. Nika. Thứ gì? Lớp lai. Hắn cũng không có hai đuôi ngựa mà trái người là cái quái gì? Không phải hệ Paramycia sao? Làm sao lại biến thành hệ Doan rồi, hắn là thật sự không thể hiểu được. Đồ chơi này cũng chia địa vị à, Đại Phật, Thần Thái Dương, Asrua. Trái người đều lợi hại như vậy, chính là tên Tùng Lộc kia là người bình thường trong trái người. Trái cây còn có thể có người bình thường, cho nên tên Tùng Lộc kia là hình thái lão bách tính. Khó trách tiền truy nã thấp tới như vậy. Hay nói siêu nhân cũng là người, vậy chính hắn có phải cũng nên gọi trái người, Mithikandoan, hình thái người bay hay không? Doflimo là hình thái người liên lạc, Rida là hình thái người tinh khí, Kuro. Hắn chính là hệ Doan. Được rồi, không quan trọng, dù sao đã chết rồi. Cloud cũng không quan tâm, người đã không có, hắn quản đó là trái cây gì, đừng nói Nika cái gì, chính là người lớp lai tới nơi này. Chỉ cần làm hải tặc thì hắn cũng giết không tha. Ngũ Lão Tinh đặc biệt gọi điện thoại chỉ để nói chuyện này, nhưng sau một khắc, lời Ngũ Lão Tinh nói lại làm hắn chú ý. Chính ngươi ghi nhớ là tốt, Cloud, chúng ta tin tưởng ngươi, cho nên đến Marigold một chuyến đi, giải thích một chút, vì sao lại có hải quân tới đây. Cái gì? Hải quân? Cloud ngây ngốc một chút, kỳ quái nói, hải quẩn Marigold không phải rất bình thường sao? Làm sao lại lấy chuyện này ra để nói, không phải chỉ đến đơn Ian, nhân số rất nhiều. Còn có quân đội đến từ các quốc gia, hiện tại cũng đang từ Hồng Cảng tăng lên, giải thích cho chúng ta một chút đi, Cloud. À, Cloud nhíu lông mày, đại bộ đội hải quân. Còn có quân đội các quốc gia, thế giới hội nghị không phải kết thúc rồi à, mà hỏi hắn là có ý gì, người dẫn đội là ai? Cloud hỏi. Nếu như chúng ta biết thì sẽ không hỏi ngươi. Bên kia máy nói. Có thể là dư đảng hải tặc chưa từ bỏ ý định, cải trang tập hợp ở kia, ngược lại là rất có thủ đoạn, hẳn là thủ bút của Tích, chính các ngươi không thể giải quyết hết. Một đám tiểu hải tặc mà thôi, đầu to ở nơi này đã bị ta giải quyết rồi. Cloud nói. Bên kia máy chần chờ một chút, mới nói, có một bộ phận xông lên bậc thang Marigold, khống chế lại bậc thang lên xuống, người của chúng ta không phải là đối thủ. Cloud sửng sốt, sau đó chậm rãi gật đầu, ta đã biết, lập tức tới. Hắn cúp điện thoại, nhe răng dữ tợn nói, thật lắm chuyện, lúc này còn có người chưa từ bỏ ý định gây sự. Kuro, vâng, Cloud tiên sinh. Thân thể Kuro lóe lên, thân thể biến thành người bình thường, xuất hiện quanh người Cloud, gương mặt kia của hắn mơ hồ có chút kích động, chỉ là Cloud ở sau lưng, không ai chú ý hắn. Đi thông cáo toàn quân, toàn thể chuyển tới Hồng Cảng, đi tới Marigold, Cloud nắm chặt su sui, nhìn về phía Marigold, lão tử không giết hết hy vọng của các ngươi, xem ra là sẽ không kết thúc a, vâng. Cloud tiên sinh, Kuro càng thêm kích động trả lời Cloud, hắn trực tiếp trống to với chung quanh, chư vị, mục tiêu chuyển hướng, Marigold, hải quân đều sững sờ, chạy tới chỗ đó làm cái gì, bọn hắn cũng đã kết thúc chiến tranh rồi mới đúng. Còn cần chiến đấu nhiều hơn. Không phải đã kết thúc rồi à, Smoker cuốn thành sương mù bay tới, hỏi, này, Cloud, tình huống như thế nào, số lượng của bọn họ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng tất cả đều là tinh anh, vừa mới đánh xong chiến tranh lại lập tức đi Marigold, sẽ khiến hiểu lầm. Hắn không có cảm tình gì với những người kia phía trên, càng không muốn chạy tới chỗ đó. Cloud vừa định nói một lần tin tức vừa nhận được từ Ngũ Lão Tinh trước đó, nhưng giờ phút này là thân thể rung lên một cái, chân mày cau lại. Mặc dù trước đó Rida vận chuyển không ít thể lực, nhưng chiến đấu cùng mũ rơm cũng là cường độ cao. Dùng năng lực thức tỉnh vô sinh bất sát để quấn chặt kia, hao phí thể lực cũng không kém khi dùng để đối phó Tích nhiều lắm, lúc này vừa nghĩ một chút, chính là một trận choáng váng. Ta đến nói đi, Cloud tiên sinh. Vừa vạn áp ra đã giải trừ sương trắng, mang theo 300 hải quân tới gần Cloud, giống như tấm thuẫn bảo vệ đứng trước mặt Cloud. Cloud khoát tay, ngươi tới đi, lão tử nghĩ một lát, thở mấy hơi thở. Raki còn đang ở trạng thái dung hợp, hệ Mythican Doan mang tới năng lực khôi phục mạnh mẽ, để hắn nghỉ ngơi một hồi thì sẽ có không ít thể lực, nhưng bây giờ, chủ yếu nhất chính là chuyên tâm nghỉ ngơi. Vị trí hiện tại của hắn là đứng thẳng trên một chỗ đài cao nhô lên sau chấn động, đám áp ra ở phía dưới giống như bảo vệ, dáng người đứng thẳng, lập tức lộ ra Cloud trên đài cao. Lúc này Bugi nhắm ống kính ngay vào đó, để người đàn ông kia xem càng giống chúng tinh cũng nguyệt, vô cùng uy quyền. Chư quân, áp ra xoay người, âm thanh hùng vĩ sáng tỏ, chính xác truyền tới trong lỗ tai của mỗi người, cũng thông qua livestream trên chiến trường, truyền tới các nơi trên thế giới. Marigold, Tanga Castle, trung tâm quyền lực. Ngũ Lão Tinh đang nhìn màn ảnh chỉ thấy màn hình lấp lóe, hình tượng đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ông lão tóc quăn nhíu mày hỏi. Ông lão râu dài đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa nhìn thoáng qua, con ngươi co rụt lại, tuyến. Bên ngoài, đường cong như là lồng chim từ trên cao rơi xuống, từ xa bao phủ lại toàn bộ Marigold. Dofelimo, ông lão cầm đao cắn răng nói, là tên kia, tiếp đánh vỡ Impel Down, hắn trốn ra được, lồng chim sao? Ông lão địa đồ gật đầu nói, thì ra là thế, như vậy, chúng ta sẽ không thu được tín hiệu, nhưng có một điểm hoàn toàn có thể chắc chắn là Cloud trung thành. Âm UATRUIENZALO0911009467 khi thu được tin tức hải quân đánh lên, tất cả bọn họ đột kinh, trong nháy mắt đó, bọn họ cho rằng toàn thể hải quân chuyển thành hải tặc, muốn tiêu diệt Marigold. Nhưng suy nghĩ một chút lại thấy rất không có khả năng, cho dù là Cloud, cũng không tồn tại triệt để năng lực để hải quân nghe theo mệnh lệnh tập thể chuyển hướng, lại nói, hắn không có giả tâm kia. Hắn là lão hải quân truyền thống tiêu chuẩn, ngạo mạn lại mạnh mẽ, thủ cựu lại nói quy củ, người như vậy sẽ không tồn tại việc nghĩ tiêu diệt chính phủ thế giới, không có chính phủ thế giới, tự nhiên cũng sẽ không có hải quân. Hải quân chỉ là sản phẩm của chính phủ thế giới mà thôi. Lại thêm người lần này đánh tới trừ ăn mặc chế phục hải quân ra, Hồng Cảng còn có lượng lớn vương quốc quân, mặc dù còn không biết là quân đội quốc gia nào, nhưng bọn hắn đạt được tin tức là như thế này. Lại thêm, lồng chim, hiện tại. Ông lão da đỏ trầm giọng nói, thật đúng như Cloud nói, một đám hải tặc chưa từ bỏ ý định sao? Không cam lòng thất bại, muốn đến đánh cược lần cuối. Ông lão tóc quăn hừ lạnh một tiếng, ta thấy Doflimo là điên rồi, hắn cho rằng dựa vào hắn là có thể công chiếm nơi này, hắn vẫn luôn có ý nghĩ kia, từ nhỏ đã bắt đầu. Ông lão địa đồ thản nhiên nói, bị cự tuyệt khôi phục thân phận của Thiên Long Nhân, hắn vẫn muốn kéo chúng ta xuống nước, đây là cơ hội cuối cùng, đáng tiếc, cho dù là bị năng lực ảnh hưởng mất đi liên hệ, cũng sẽ không quá lâu, chúng ta đã liên hệ Cloud, để hắn đến giải quyết đi, còn hiện tại. Ông lão cầm đao gật đầu nói, Rikuwi sẽ ngăn lại hắn. Ở nơi này, bọn hắn còn có một vị đại tướng, thời gian Merigold giống mắt mù sẽ không quá lâu. Chỉ là Merigold mất liên hệ, không có nghĩa là toàn thế giới sẽ đoạn. Livestream còn đang tiếp tục, sau khi áp ra rống to xong lại hô thêm một câu. Chư quân, địch ở Merigold, quanh người anh ta trực tiếp nổ lên luồng khí màu trắng xen đỏ hồng cuốn lên, mà ngón tay của anh ta lại chỉ hướng Merigold. Thế giới này, có một đám người, bọn chúng không sản xuất, bọn chúng hưởng thụ đặc quyền, bọn chúng lấy cái gọi là mạnh mẽ ức hiếp dân chúng, bọn chúng lấy thủ đoạn gần như đánh cướp để thu lấy phí bảo hộ. Cloud nghe nói như thế, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng nghĩ cũng không sai. Đúng vậy, hải tặc không phải chính là không sản xuất, đặc quyền chính là mình làm hải tặc nha, lấy mạnh mẽ ức hiếp người. Áp ra nha, nói chuyện chính là nhiệt huyết như vậy, có thể lý giải. Bọn chúng có thể trơ mắt nhìn người một vương quốc lâm vào hỗn loạn, bọn chúng có thể vì một mục tiêu mà giết chết càng nhiều người, bọn chúng hoàn toàn không để ý biển cả, không để ý người ở thế giới này rốt cuộc sẽ thế nào. Cloud lần nữa gật đầu, nói không sai, chuyện hải tặc công chiếm vương quốc cũng không ít, còn có điển hình thất bại ở chỗ này. Bọn chúng là u ác tính biển cả, là nỗi đau nhất của thế giới. Bọn chúng chỉ cần mình vui vẻ là có thể coi người thành đồ chơi tùy ý đùa bỡn cùng giết chóc, phá hư gia đình, phá hư hòn đảo, phá hư tất cả của thế giới này, đều là việc hải tặc sẽ làm. Bọn chúng vĩnh viễn đều cao cao tại thượng như vậy. Chỉ là bọn hắn không rõ, thế giới đã thay đổi, mỗi người đều tồn tại lòng phản kháng, đối với loại lấn ép phản kháng này, đối với loại ngang ngược bất khuất này, tất cả mọi người. Ngươi, ta, các ngươi, ngón tay áp ra từ trái đến phải, vẽ một vòng tới đám người, cuối cùng đầu ngón tay nhắm ngay vào máy truyền tin đang livestream ở trước mặt Boogie. Thời đại đã đạt tới cuối cùng, từ nguyên soái hải quân Kim Nghê vĩ đại tự mình chỉ thị, chúng ta đi tới Merigold, thanh trừ hết những u ác tính hại người kia, để những đau nhức kia bị loại bỏ, để những con mọt trên biển cùng sản phẩm bám vào mọt hạ đều biến mất. Hải quân chúng ta cần uống nắng thế giới sai lầm như thế, áp ra hét lớn. Nhìn đi, các ngươi trợn to ánh mắt của các ngươi xem một chút đi, cơ hội duy nhất, cơ hội cuối cùng, đánh lên Merigold, chúng ta có thể cứu vớt thế giới. Này, để thế giới triệt để giải phóng ra ngoài, không dựa vào truyền thuyết, cũng không tin kỳ tích, chỉ dựa vào chính chúng ta, lấy thân thể người, do nguyên soái hải quân Kim Nghê dẫn đầu, làm chuyện mà người bình thường cũng có thể làm được. Cuối cùng, đầu ngón tay của anh ta lần nữa chỉ tới Merigold, lặp lại lời ban đầu. Chư quân, địch ở Merigold a, áp ra rống xong lời này, toàn trường rơi vào tĩnh mịch, những hải quân trước kia bị mệnh lệnh của Cloud làm cho có chút xì xào bàn tán, lúc này tất cả đều trừng to mắt nhìn chằm chằm Cloud, ánh mắt nhìn quanh giữa hắn cùng áp ra, cuối cùng vẫn nhìn tới Cloud. Ánh mắt kia mang theo cực kỳ khiếp sợ, không hiểu, nghi hoặc, nhưng cuối cùng dường như là hiểu rõ cái gì, lại chuyển thành thoải mái cùng phấn khởi. Đúng, bọn hắn có thể, cánh tay Smoker bởi vì dùng sức mà nổi lên gân xanh, răng cắn chặt, tràn ngập khiếp sợ nhìn về phía bên kia. Thân thể của hắn đang rung. Có sợ hãi, có hứng phấn, nhưng càng nhiều, là cực kỳ rung động khiến cả người run run. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn làm gì a? Ngươi cái tên này. Smoker muốn cầm vũ khí nhắm tới Cloud trên đài cao, nhưng khi cánh tay muốn nâng lên, trong đầu lại vang lên lời râu quai nón nói trước đó. Đám người ở Merigold kia, so với hải tặc còn giống hải tặc hơn, bọn hắn căn bản không có chính nghĩa. Nếu như nói. Nếu nói. Chính là nói có một loại khả năng hay không, thật sự như râu quai nón nói, bọn họ đánh lên Merigold, giải quyết hết những đám mọc kia, thế giới sẽ thật sự bình tĩnh trở lại. Lúc đó, chính nghĩa chính là chính nghĩa, sẽ không xen lẫn vật gì khác. Chỉ cần kết thúc một đợt người phía trên kia, Hina rất khiếp sợ. Hina rũ hai tay xuống, đứng ở kia lẩm bẩm. Onigumo cắn chặt xì gà trong miệng hắn, sương mù bao phủ gương mặt, để người không thấy rõ biểu lộ, nhưng trong tay lại cầm thật chặt song đao. Thần sắc các hải quân khác đều từ khiếp sợ không hiểu, lại đến hiểu ra cái gì, lộ ra dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Sao, làm sao rồi? Kobe lại không thể kịp phản ứng, hắn cảm thấy Abra nói có đạo lý, hải tặc đã đánh lên Merigold, không phải chính là Abra nói như vậy nha. Trong Shichibika, trừ Bugi có chút ngây ngốc, không kịp phản ứng ra, những người khác đều có thần sắc khác nhau. Rudon cầm thật chặt nắm đấm, sắc mặt có chút ửng hồng, gần như sùng bái nhìn về phía Abra, sau đó lại dùng ánh mắt càng sùng bái nhìn Cloud trên đài cao. Hắn là người hiểu sâu nhất, Rudon đến từ tộc quần bán ngư nhân luôn bị kỳ thị, không được nhân loại cùng ngư nhân tiếp nhận, là có thể hiểu được đãi ngộ không công bằng nhất. Tại sao hắn phải làm hải tặc, không cũng là bởi vì không phản kháng thì bán ngư nhân sẽ thật sự không sống nổi sao? Rudon đi qua rất nhiều nơi, luôn nghĩ tìm một nơi yên ổn, thậm chí không phải nói một khối cho bán ngư nhân bọn hắn sinh hoạt, mà là muốn dung nhập vào những tộc quần khác, chỉ cần người khác có thể tiếp nhận bọn hắn, vậy cũng đã đầy đủ. Nhưng bất kể tìm kiếm thế nào cũng không tìm được nơi đó, đến tận khi Cloud lên đài, tin tức tuyển chọn Shichibika truyền đến, hắn mới mạo hiểm thử một lần. Kết quả vẫn thật sự thành công, thậm chí có thể nói là giống như mộng ảo để hắn đạt thành tâm nguyện. Hiện tại bán ngư nhân ở các nơi trên thế giới không ngừng tập hợp tới dưới trướng hắn, lấy chức vị Shichibika, hắn cho tộc đàn của mình một nơi có thể sinh tồn. Tất cả đều là Cloud mang tới. Làm Rudon tâm phục nhất chính là Cloud căn bản không kỳ thị bọn hắn, không có thành kiến nào, mặc kệ chủng tộc gì, dường như trong mắt Cloud đều là giống nhau. Hắn ngơ ngác nhìn người trên đài cao, trong đầu không khỏi nhớ tới một lần khi chính mình đi bái phỏng, Cloud từng nói với hắn một câu. Ngươi có đầu óc không? À, có à, biết suy nghĩ biết ăn cơm ngày mưa biết chạy vào trong nhà tránh. Không phải, bán ngư nhân các ngươi đại khái cũng không quan tâm trời mưa. Nhưng loại vật này chính là chuyện như vậy, có tình cảm, biết nói chuyện, suy nghĩ độc lập có thể giao lưu, tập tính đều không khác mấy, đó không phải là cá nhân à, ngươi không phải cũng muốn ăn cơm sao, ngươi có thể quan hợp hay muốn ăn thịt người hả? Lời nói này mặc dù có chút thô tục, nhưng đối với Rudon ngay lúc đó, khi đó Cloud mắng chửi người như đang phát sáng, à. Cloud đối xử với bọn hắn như thường, không phân chia tộc đàn địa vị huyết thống gì, khi đó chính là thần của hắn, mà bây giờ, Cloud muốn đánh lên Merigold, để phần ân trạch này lan khắp trên đại dương bao la, so với vua hải tặc cái gì. Thì đây càng có lực rung động, tự do, không nhất định phải dựa vào vua hải tặc hư vô mờ mịt, thậm chí không biết có được hay không, hiện tại có người sẽ cho bọn hắn, tự do, cơ hội này, vì sao không nắm chặt, Rudon cắn chặt răng, hung hăng gằn một câu, địch ở Merigold a. William lại trở nên thất thần, hắn vẫn cảm thấy Cloud không đúng, rõ ràng có thực lực mạnh cùng thế lực lớn như vậy, vì sao lại cam tâm nghe theo chính phủ thế giới an bài như vậy, tất cả cường giả đều là có tình. Akiri đại tướng đã từng có thể bởi vì lý niệm không hợp mà thoát ly hải quân, vì sao Cloud lại có thể như con rối được. Hiện tại hắn hiểu. Ở trước mặt giả tâm càng lớn, những quyền thế kia xác thực không quan trọng, hiện tại chẳng phải đã cho hắn đợi đến cơ hội sao, thua. William lắc đầu, cười tự giễu. Bắt đầu từ nhỏ, hắn đã thua. Khi hắn 7 tuổi có thể bị Cloud 2 tuổi dọa mà sinh ra bóng ma tâm lý, bây giờ hắn 35 tuổi, Cloud cũng sắp 30, từ chí hướng đã triệt để thua kém. Đại hải tặc, có lẽ hắn đã đạt tới, nhất là trong tình huống hiện tại hoàng đế trên biển đều chết hết, hiện tại hắn chính là đại hải tặc. Thế nhưng đại hải tặc nào có thể vượt qua vua của cả thế giới, thú vị. Mihak ngẩng đầu, đôi mắt như ưng phía dưới như vành nón nhìn về phía Cloud, nhếch miệng lên mỉm cười, hóa ra ngươi ôm quyết định này, đã lâu. Để người nhiệt huyết a, ha, 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 Crocodile lên tiếng cười, phát ra tiếng cười quái dị ngừng ngắt, nước mắt đều muốn chảy xuống, đồng tử tràn ngập dữ tợn. Thật thú vị, ngươi còn ôm giả tâm như vậy, loại chuyện này ta đương nhiên sẽ tham gia. Nửa gương mặt của Kataki dưới khăn quàng cổ hạ nhìn không ra biểu tình gì, nhưng trong cặp mắt kia đều là hắc tuyến. Sau đó cầm tam xoa tiếp thật chặt, mặc dù không nói chuyện, nhưng thái độ lại cho thấy rõ ràng. Loại thịnh yến này, làm sao có thể không tham gia a? Bên kia chiến trường, toàn thân Hang Cốc run rẩy kịch liệt, sau đó cô thốt ra một âm thanh mê người, rồi trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hai chân chụm lại ma sát. Sắc mặt của cô ta ửng hồng, không ngừng hút thở, giống như là chịu kích thích mãnh liệt gì, ánh mắt còn rất mê ly nhìn về phía Cloud. Cũng không phải cô ta đột nhiên thích cái gì. Làm kẻ thù xử lý Luffy đại nhân, Hang Cốc muốn báo thù. Nhưng suy nghĩ này chỉ kéo dài tới trước khi hải quân râu quai nón kia chưa phát biểu, còn sau khi nói ra lời kia, Hang Cốc lập tức không còn ý nghĩ này nữa. Không phải từ bỏ, mà là bị tồn tại càng lớn hơn chen vào lòng muốn báo thù. Bọn hắn muốn giết chết Thiên Long Nhân, không phải kiểu hành hung Thiên Long Nhân như Luffy đại nhân, mà là kiểu hoàn toàn giết chết, diệt sạch Thiên Long Nhân, xử lý những kẻ là đầu nguồn tội ác, những kẻ mang đến thương tích lớn cho tâm linh của cô ta. Hoàn toàn tiêu diệt, mà có thể làm loại chuyện này, ngược lại là hải quân bọn hắn càng thêm có khả năng, bởi vì phản kháng Thiên Long Nhân không còn tính hủy diệt, Buster Cole không còn đối với bọn hắn. Trên đài cao Cloud quét mắt nhìn đám người một vòng, nhíu mày. Những người này thế nào vậy, không muốn đánh rồi. Khó mà làm được, đều đánh tới hiện tại, lại cử động một chút cũng không có gì. Loại bỏ hết hải tặc, chẳng phải mọi người đều an nhàn nha. Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn áp ra, trong lòng lắc đầu. Cho dù là có được hao su, nhưng cuối cùng vẫn chưa trưởng thành, thấp cổ bé họng, vẫn cần chính mình nói một chút, phụ trợ anh ta một chút. Khụ, hắn ho khan một tiếng, âm thanh theo cơn gió truyền vào trong lỗ tai chư vị đang ngồi ở đây, để những người với thần sắc khác nhau kia đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chính là như vậy. Biểu lộ của hắn trở nên thâm trầm, chậm rãi nói, lời áp ra nói chính là lời ta nói, hiện tại toàn thể chuyển hướng tới Merigold, tiêu diệt những người tà ác đáng ghét kia, như vậy chính nghĩa mới có thể được áp dụng, từ đó cứu vớt thế giới này. Phụ trợ lời áp ra nói một chút, anh ta có được hao su, nói không chừng về sau có thể thay thế vị trí của mình, dù chiến lực không đủ, nhưng tiếp nhận vị trí hệ phái mình thì tuyệt đối có thể. Mặc dù lớn tuổi hơn hắn, nhưng nếu xin nghỉ hưu sớm, cũng không phải là không thể. Đùng, vị trí Campbell. Sengoku nhìn Cloud nói trong xe màn ảnh, chung quanh sinh ra một luồng khí thế, trực tiếp chấn vỡ mắt kính của mình. Ông dùng sức nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn ảnh, thật lâu nói không ra lời. Cho dù là Gáp đang bi thống vì mất đi cháu trai, lúc này cũng ngơ ngác nhìn, đột nhiên bật cười lớn. Phốc ha ha ha, quá lợi hại, Cloud, thật đáng sợ đâu. Một bên khác, Kiraru đẩy kính râm màu trà của chính mình, chậm rãi buông lỏng, ngẩng đầu nhìn về phía Merigold. Song quyền của Sakariki gần như hóa thành dung nham, cúi đầu cắn xì gà, mũ che khuất mặt của ông ta, để người khác không thấy rõ biểu lộ, thật lâu, ông ta mới thốt lên. Tà ác. Sao, ai? Ở chiến tuyến New World, Tetsu làm tổng tham mưu, đồng thời luôn ở tiền tuyến chỉ huy yên lặng thở dài. Khó trách lại mời Kurang trở lại, là để chuẩn bị sao? Chính nghĩa của ngươi. Tetsu mím môi một cái, ngẩng đầu nhìn lên trời, thế giới thay đổi hoàn toàn không thể thấy rõ. Trước kia bà thường xuyên nói rắn có đạo của rắn, chuột có đường của chuột, trong nghề xe môn đạo, nhưng bà là người trong nghề, lúc này cũng hoàn toàn không nhìn ra Cloud rốt cuộc muốn làm gì. Hải quân đánh lên Merigold. Điều này đại biểu toàn thể hải quân bị xóa tên từ chính phủ thế giới, biến thành tồn tại bị vứt bỏ, đã biến thành tồn tại như hải tặc. Chỉ cần hắn tuyên bố đánh lên Merigold, mặc kệ hải quân có nguyện ý hay không, đều đã không thể thoát ly, bởi vì Cloud là nguyên soái hải quân, nhất là thông qua livestream, ý chí của hắn đối với toàn thể hải quân, so với chính phủ thế giới còn hữu hiệu hơn. Huống chi lúc này các tinh anh hải quân trên chiến trường đã bị lời Cloud làm cho rung động, bọn họ rõ ràng muốn đi tới Merigold, đi giải quyết tà ác lớn nhất kia. Mặc kệ thăng hay bại, giờ khắc này, bọn họ đã không tính là hải quân mà chính phủ thế giới thừa nhận. Tetsu cũng không biết có thể thành công hay không, bọn họ chưa từng nghĩ tới loại chuyện này, chính phủ thế giới thành lập 800 năm đến bây giờ, hải quân cao tầng các đời đều không nghĩ tới loại chuyện này. Thượng tầng hắc ám, bọn họ rõ ràng hơn bất cứ người nào khác, bởi vì bản thân bọn họ chính là cao tầng, có thể chính là bởi vì quá cao, bọn họ cũng có thể hiểu rõ Cloud làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Tetsu yếu ớt nói, Cloud nha, chẳng lẽ ngươi sẽ tán đồng tư tưởng của quân cách mạng sao, dù đánh xuống Merigold? Thế thì như thế nào đây? Ở Campbell, Sengoku ngẩng đầu lẩm bẩm, giết sạch Thiên Long Nhân, thế giới cũng sẽ không biến hóa, ngược lại là bởi vì thiếu hụt trật tự thống nhất, biển cả sẽ càng thêm loạn. Ngươi muốn lấy sức một mình, triệt để đảo loạn thế giới này sao? Đó là đồ vật còn kinh khủng hơn vua hải tặc, dù sao thành lũy rất khó đánh vỡ từ bên ngoài, trọng lượng giống bọn hắn, dù có thể giết, cũng chỉ là giết chết một chút xíu trong một lần, trong lúc nhất thời không đảo ngược được. Chỉ có bắt đầu chém giết lẫn nhau từ nội bộ, mới có thể triệt để giết sạch đại thành lũy của bọn hắn, nhưng thành lũy trật tự có không tốt thế nào, đó cũng là trật tự, một khi thành lũy bị phá, hỗn loạn ở bên ngoài sẽ trực tiếp tràn vào. Đến lúc đó, biển cả có lẽ sẽ coi thế giới có thể bảo trì đại khái hòa bình hiện tại như thiên đường đi. Đây chính là chỗ buồn lo của Sengoku. Nhưng ông luôn cảm thấy Cloud cũng sẽ không phải không có đầu óc như vậy. Bởi vì người đàn ông này làm việc vẫn luôn có biện pháp, nói quy củ, nói truyền thống, có kiêu căng cùng phong cách hành sự của lão hải quân, người như vậy làm việc sẽ giống như bọn họ. Cho dù là nóng nảy như Sakariki, khi đối mặt với đại cục, nên như thế nào vẫn sẽ làm như thế, Cloud sẽ không ngu ngốc như vậy. Nhưng chính bởi vì như vậy, ông lại không đoán ra tại sao Cloud phải làm như thế. Đây đúng là thời cơ tốt, nhưng chỉ giới hạn trong chuyện đánh lên Merigold này. Thất bại, hải quân bị xóa tên, chính phủ thế giới hoặc là tái tạo hải quân, hoặc là lấy những ngành khác thay thế lên, nhưng thiếu hụt hải quân, biển cả vẫn như cũ sẽ lâm vào hỗn loạn. Thành công, chức năng của chính phủ thế giới ở Merigold sẽ biến mất, hiện tại biển cả thống nhất sẽ phân chia cực nhanh, tứ hải đông nam tây bắc tự mình làm chủ, quốc gia trong biển rộng biến thành cá thể độc lập, thậm chí sẽ chém giết lẫn nhau, mà Granliner ngay cả nửa đoạn trước cũng sẽ không thể giữ được, thế giới hoàn toàn biến thành thiên đường của đám người hỗn loạn. Cloud không có khả năng không nhìn thấu. Sengoku sang. Ngay khi Sengoku nhíu mày, đang ở kia tự hỏi, một vệt sáng màu vàng đột nhiên hiện lên, Kiraru xuất hiện ở kia, cười híp mắt nói, lấy trí tuệ của ngươi, cũng sẽ phiền não sao, Borsalino. Sengoku trầm giọng nói, Cloud là thuộc hạ của ngươi, vị trí đại tướng của hắn là ngươi để lại, có phải ngươi biết hắn muốn làm gì hay không? Biết một chút, giống như chính hắn nói, cứu vớt thế giới đấy. Kiraru cười ha hả nói. Đừng nói giỡn, Sengoku thấp giọng quát nói, loại chuyện này không thể tính là cứu vớt thế giới, Borsalino. Hai chiếc thuyền dần dần tới gần thuyền của Sengoku, đó là thuyền của Gáp cùng Sakariki, hai người đang đứng ở thuyền, phối hợp thêm Sengoku, dường như muốn vây Kiraru. Ta cũng không quá rõ, nhưng hắn làm những chuyện như vậy, còn có thể nhìn thấy, cũng không phải là hư vô mờ mịt, Destroso, cơ bản cũng là dựa theo kế hoạch của hắn để thí nghiệm, thật sự khiến cho người ta kinh ngạc. Destroso, con ngươi Sengoku co rụt lại, kinh ngạc nói, quân đội cùng hải quân xuất hiện ở Merigold là quân đội của Destroso. Cloud khống chế một quốc gia, không, đó không chỉ đơn giản là một quốc gia như vậy. Destroso thống trị khu vực ở New World phi thường bao la, đó cũng là địa vực bọn hắn chinh phục ra, mà những nơi kia, quốc vương cùng quý tộc bị giết sạch sẽ, điểm này Sengoku đều từng nghe thấy, nhưng vẫn cho là truyền ngôn, dù sao người ở Destroso sống rất tốt, những người tự xưng là từ Destroso đến kia, không phải đều ăn mặc lộng lẫy, từng người đều giống người có tiền sao, vẫn là nói. Thành lập một thế giới đa tộc tín nhiệm, đối đãi bình đẳng, đã không còn bóc lột. Mỗi người đều có thể tự do sống sót, tự do lựa chọn con đường của mình. Kiraru thấy Sengoku ngơ ngẩn, nói khẽ, đây là chính nghĩa chân chính. Mồ hôi lạnh từ trên trán Sengoku chảy xuống, ông vô ý thức phản bác, đây là chuyện không có khả năng, đây là nghịch lý, bởi vì chúng ta. Những người chúng ta này vốn chính là tồn tại đặc quyền, nhưng dự tính ban đầu là tốt nha, Sengoku sang. Kiraru cười tủm tỉm nói, chính phủ thế giới 800 năm qua đã biến chất rồi, biến chất thì nên bị ném vứt bỏ, sau đó thay đổi tươi mới, còn đằng sau có thể biến chất hay không, đó là chuyện về sau. Sengoku sang, ngươi có trí tuệ siêu nhiên như Phật, nhưng có lúc quá có trí tuệ lại rất dễ dàng thấy rõ bản chất, cũng sẽ để người trù trừ không tiến lên. Thay đổi thế giới xưa nay không phải người thông minh, mà những người đi tin tưởng mấy lời nói mà người thông minh xem là lời nói dối kia lại coi đó là tín ngưỡng. Nhóm, đồ đần, này dốc sức để đồ vật tốt đẹp kia lan rộng khắp cả nhân gian, ý đồ khiến mọi người cũng chạy về phía tốt đẹp đó, lúc này mới sáng lập, kỳ tích. Kỳ tích chân chính thuộc về mọi người. Sengoku kinh ngạc nhìn Borsalino, lại nhìn về phía màn ảnh, thì thầm, Destroso. Chợt ông mỉm cười, thì ra là thế, quốc độ kia đã thực hiện đúng không, cho nên ngươi mới nói như vậy, Borsalino, ngươi vẫn luôn biết không nhiều, sau khi về hưu, đã từng đi qua nhìn, không biết có tính là thực hiện không, nhưng rất có chí hướng, là quốc độ tốt nhất mà ta gặp qua. Kiraru nhìn về phía màn ảnh bên kia, biểu môi nói, thật đáng sợ đâu, Cloud. Sengoku thở dài, ta rõ ràng ý của ngươi, chúng ta sẽ không chiến đấu cùng Cloud, đương nhiên, hiện tại chúng ta cũng sẽ không hỗ trợ, chúng ta chỉ là một đám hải quân đã về hưu, ở Campbell chấp hành nhiệm vụ của chúng ta, chuyện khác, chúng ta không biết. Ông có trí tuệ giống Phật, cho nên có thể nhìn thấu chân tướng. Hình thức của Resoso kia, nếu như ngay từ đầu là thụ ý Cloud tới làm, như vậy hiện tại hắn đánh lên Merigoyce, thật đúng không phải quyết định nhất thời. Đó nhất định là mưu đồ có lâu dài. Lớn mật suy đoán một chút, nếu như quân cách mạng đột nhiên phát động chiến tranh toàn diện cũng là bút tích của hắn. Không, không cần lớn mật, việc này quá trùng hợp, hết lần này tới lần khác chính là ở thời điểm trước mắt sắp phân ra thắng bại, quân cách mạng xông tới, cũng gián tiếp dẫn đến Sakariki bắt đầu sinh ra ý nghĩ thoái vị. Có lẽ chính là Cloud không nhịn được, hắn chuẩn bị đầy đủ, hắn muốn phát động kế hoạch của mình, thực tiễn ý chí của mình. Râu quai nón kia có Hao Su, là đại diện hải quân mà Cloud bồi dưỡng được từ trước để thực tiễn ý chí của hắn. Chinh phục vương David đại biểu Resoso thực tiễn lấy ý chí vương quốc, cũng đại biểu cho phương hướng nội chính về sau của các quốc gia. Tận lực thu nạp Shichibika, tuyển chọn đại diện trong hải tặc, cùng địch ý đối với các hải tặc khác, tỏ rõ ý chí của hắn đối với hải tặc trên đại dương bao la. Hắn đều đang làm, từ lúc vừa mới bắt đầu, thật đúng là kim nghe. Sengoku thì thầm nói, giữa chốn mây mù, nhìn không thấu chân tướng a. Ông dừng một chút, hỏi Sakariki cùng Gáp, này, các ngươi muốn gặp một lần sao, loại thế giới này. Không chờ bọn hắn đáp lời, Sengoku tiếp tục nói, lão phu muốn gặp một lần. Mấy chiếc đại quân hạm đi thuyền trên mặt biển, trên quân hạm đều là người, tất cả đều là tinh anh hải quân, quân hàm cũng không thấp. Tổng cộng có 7 chiếc thuyền, mà chiếc đi phía trước dẫn đầu là một chiếc thuyền lớn kim quang lóng lánh. Cloud đang ở trong thuyền kim nghe. Sau khi kết thúc chiến đấu ở bản bộ, Cloud lập tức để một số người thu thập tàn cuộc một chút, nhìn xem còn có tên hải tặc nào không chết thì bổ thêm một đao, sau đó mang theo hải quân còn sót lại đi tới Merigoyce. Trên bông tàu của thuyền kim nghe, trong các pháo đài lớn nhất kia chính là văn phòng của Cloud. Lúc này hắn ngồi ở chủ vị, lúc này cũng không giải trừ trạng thái dung hợp cùng Raki, mà tùy ý để khôi phục thể lực. Nhưng kỳ thật cũng không sao cả, đám cao cấp nhất đều đã bị xử lý, cho dù là những hải tặc chưa từ bỏ ý định tăng thêm một đám người từ Imperial chạy đến thì có thể thế nào, cường độ cũng không lớn, chính mình mang theo những người này tuyệt đối là đủ đánh, thậm chí không cần tự mình động thủ. Hắn đi qua chính là trấn sân. Vấn đề không lớn. Kuro, hiện tại có tin tức truyền đến sao? Xác nhận sao? Cloud nhìn về phía Kuro ở bên kia dường như có chút hưng phấn. Không có, Kuro quả quyết lắc đầu, xem ra còn có chút vui vẻ. Cloud tiên sinh, Merigoyce đã mất liên hệ với bên ngoài, máy truyền tin gọi mãi cũng không thông, bên trong cùng bên ngoài dường như đã hoàn toàn đứt mất. Đứt mất rồi. Cắt đứt tín hiệu sao? Cloud sờ lên cằm, trầm ngâm nói, tên hỏa liệt điểu kia cũng chạy đến rồi. Lá gan thật là lớn, thế mà trực tiếp đi Merigoyce. Hải tặc bình thường không có thể đột phá Merigoyce, thật sự dễ đánh như vậy, thì đã bị người khác đánh 800 lần rồi. Năng lực có thể để cho liên lạc bị cắt đứt khẳng định là có, nhưng Cloud lại không biết những người kia, biết duy nhất một người có thể làm được chính là đã bị giam giữ ở Imperial, hiện tại Imperial bị đánh vỡ, tên hỏa liệt điểu cũng coi là có được năng lực phi hành, nói không chừng đã đi ra. Còn đánh lên Merigoyce. Hắn có động cơ kia. Được rồi, đến lúc đó cùng nhau giải quyết. Cloud bình tĩnh nói. Bên này hắn có tới có 6 Shichibika, Abugi không tính. 6 tên có chiến lực, dù thể lực bị Rida hấp thu mất một nửa, nhưng dùng để đối phó với Doflimo thì hoàn toàn đầy đủ, thậm chí là dư xài. Tăng thêm áp ra có Hao Su, cùng năng lực bản thân anh ta, đối phó với hải tặc còn không phải chính là chém dưa thái rau sao. Nói ra thì các ngươi có vẻ cũng không kinh ngạc gì. Cloud nhìn về phía Kuro đứng bên cạnh, còn có Rida ở bên cạnh hắn đang ăn đồ ăn bổ sung thể lực, đôi mắt nhắm lại, hai người sớm biết rồi, biết nha. Kuro vừa định phủ nhận, Rida lại thuận mồm nói ra, cô cầm lấy một miếng bánh gato, miệng há to cắn toàn bộ miếng bánh, sau đó nói, từ rất sớm trước kia anh ta đã có rồi, anh không biết sao, ta nào biết được chứ, ta mà biết thì ta còn kinh ngạc như vậy à. Cloud liếc mắt, nhưng cũng không thể nói như vậy, hắn giọng một cái, nói sao ta có thể không biết chứ, đúng là ta, đang khảo nghiệm các ngươi, dù sao cũng là đồng liêu sớm chiều chung đụng, có hiểu rõ đại khái đối với đồng liêu của mình. Không cần bây giờ mới biết. Như vậy các ngươi biết từ lúc nào? Rất sớm, đại khái chính là... Frida ngẩng đầu trầm tư, trên tay còn không ngừng tiếp tục đút đồ ăn vặt vào miệng, chính là... Cô nhướng mày lên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Được rồi, quên mất, dù sao rất sớm, ta vẫn cho là anh biết. Ta đương nhiên vẫn luôn biết. Lao lặp lại lần nữa. Frida liếc mắt, dù sao chính là chuyện như vậy. Hao Su. Lao thở dài, trong hải quân, xác suất xuất hiện Hao Su thật sự rất thưa thớt. Hắn biết rõ, cũng chỉ có Sen Gúc, hiện tại có thêm áp ra. Chính là làm sao trước kia không phát hiện ra. Tên này thế mà có tư chất như thế nha, lại rèn luyện thêm một đoạn thời gian, có lẽ có thể trở thành trụ cột hải quân. Khi Cloud đang trầm ngâm suy nghĩ, ở một chỗ khác trên thuyền Kim Nghê, Áp Ra cùng Yêu Bua đứng trên bông tàu, cùng ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Bọn hắn chuẩn bị xong chưa? Áp Ra hỏi. Không sai biệt lắm, hiện tại rất nhiều người tập hợp ở Hồng Cảng. Cu Giang mang theo một chút vương quốc quân trước tiên công chiếm cầu thang Merigois, nhưng giống như bị người ngăn cản. Tin tức cuối cùng là Doflimo phóng thích lồng chim, sau đó chúng ta đã mất liên lạc. Yêu Bua nói. Thì ra là thế, mất liên hệ à, khó trách chính phủ thế giới không có phản ứng. Được rồi, chúng ta đã công bố tới toàn thế giới, chờ chúng ta đến Merigois cũng giống như vậy. Các phương cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, khi chúng ta công bố với toàn thế giới, đó chính là tín hiệu, chắc hiện tại đã công bố với toàn thế giới. Đúng vậy, bọn họ không giấu. Kết thúc là khởi đầu mới, đây là lời Cloud tiên sinh đã từng nói. Mà hắn lợi dụng chiến tranh trên đỉnh lần thứ hai, giành được thắng lợi trước mặt toàn thế giới đưa tới uy vọng lớn nhất để hiệu lệnh hải quân, sẽ xóa đi nhược điểm cuối cùng. Chắc hẳn Cloud tiên sinh một mực nhẫn nại đến bây giờ, chính là vì muốn thông qua trận chiến tranh này để một lần định thắng thua đi. Thua thì vạn sự đều yên, ngay cả hải tặc mà bọn họ đều không đánh lại, còn mưu toan đánh chính phủ thế giới cái gì. Còn thắng thì sẽ để thế nhân nhìn thấy bọn hắn có thực lực cùng quyết tâm có thể giải quyết hết toàn thể hải tặc, lúc này mới có thể để đại bộ phận hải quân án binh bất động, mà hải quân được cổ vũ cũng sẽ nghe theo mưu kế của Cloud tiên sinh. Đây chính là kế sách, để hải quân, bá chủ lớn nhất trên đại dương bao la hoàn toàn đứng về phe bọn hắn mới là ổn thỏa nhất, đây mới thực sự là lực lượng hạch tâm. Bọn hắn nói chuyện, hoàn toàn không tránh người khác. Sau lưng bọn họ, còn có một chút hải quân có sắc mặt cổ quái, bao gồm cả Smoker, Hina, Onigumo cùng Itso. Nhưng sau khi lộ ra sắc mặt cổ quái, bọn họ cũng không rảnh quản hai người này, bởi vì hiện tại có đồ vật càng rung động hơn đang chờ bọn hắn. Hiện tại trong tay Itso cầm hai bản sách, một quyển có bì vàng, trên đó khắc tín ngưỡng chính nghĩa, mà một quyển khác lại càng thêm lộng lẫy hơn quyển có bì vàng kia, trang bìa khảm đầy hoàng kim cùng bảo thạch, bên trong rất mỏng, nhìn như đều không có mấy trang. Nhưng mở ra lại có một trang giấy. Trên đầu cũng là một hàng chữ, 7 bước cương lĩnh chính nghĩa. Đối với những người có vị trí trọng yếu như bọn hắn, thậm chí nói là hải quân quân phiệt một phương, muốn thuyết phục bọn hắn cũng không phải Cloud nói hai câu là có tác dụng. Bọn họ đúng là căn cứ vào chiến lực cùng chiến tích hiện tại của Cloud nên không nói lời nào, cũng vì hắn có dao động, cho nên mới lên thuyền, nhưng cũng chỉ là dao động mà thôi, sau khi nhiệt huyết trong lòng biến mất về sau, bọn họ đang suy nghĩ. Cloud nói những thứ này, thật sự có thể làm sao, bọn hắn muốn tìm Cloud để hỏi rõ xem rốt cuộc hắn nghĩ thế nào, nhưng lúc này Áp Ra cùng Yêu Bua lại ngăn bọn hắn lại, vứt xuống hai bản sách, để bọn hắn dừng lại. Mặc dù Itso là người mù, nhưng bên cạnh dù sao cũng có người đọc ra. Sau đó, tin tức trong sách vở làm cho người rung động kia, để bọn hắn thật lâu không kềm chế được. Năm ngón tay của Itso bởi vì cầm sách mà đang rung nhẹ nhẹ, rõ ràng là đốt ngón tay của hắn dùng sức, đang ở vào trạng thái kích động, nhưng dường như sợ xé rách quyển sách quý giá này, cho nên lại mạnh mẽ khống chế chính mình, dẫn đến cả người đang rung nhẹ nhẹ. Hắn ngẩng đầu, mở ra đôi mắt tràn đầy tròng trắng mắt, há hốc mồm, muốn nói chút gì, nhưng trong đầu đều là nội dung, 7 bước cương lĩnh chính nghĩa, nhất là tuyên ngôn cuối cùng kia. Đã không còn bóc lột, đã không còn chiến loạn, người tuổi nhỏ không còn lo lắng không có nhà để về, người tuổi già không còn lo lắng không có chỗ dựa vào, người trẻ tuổi được tự do lựa chọn con đường của mình, từng chủng tộc hòa bình giao hòa vào nhau. Tuyên ngôn kia để Itso vô thức nghĩ đến, khi người kia gia nhập hải quân, tâm tình oanh liệt khi yên lặng thề nhất định phải thực hiện tâm nguyện này. Thực tế là để tại hạ phải xúc động, Itso thở dài, thật sự muốn nhìn xem thế giới như thế. Nếu hai mắt này không mù, có phải là thật sự sẽ nhìn thấy hay không? Mô Cơ đứng ở kia mím môi, nắm chặt thập thủ đến mức cánh tay nổi gân xanh, thân thể hắn cũng đang run. Hắn gia nhập hải quân, chính là vì tìm kiếm chính nghĩa, nhưng dù là đến bây giờ, hắn đều không rõ cái gì là chính nghĩa. Tiểu tử mũ rơm. Khi ở Alabasta, hắn là chính nghĩa, cho nên Smoker không muốn bắt. Nhưng đến Imperial, con người có tính hai mặt, để Smoker đã không thể phán đoán. Nhưng phần chính nghĩa này, lại thật sự để hắn thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy, chính nghĩa không phải chính là như vậy nha, hải quân bọn họ không phải chính là vì vật này mà không ngừng cố gắng sao, bắt hải tặc là vì không để chúng gây ra hỗn loạn, bảo vệ biển cả hòa bình kỳ thật cũng có hiệu quả như vậy, nhưng như vậy còn chưa đủ, bởi vì bên trên còn có một số người, tiêu diệt những hỗn loạn này, như vậy chính nghĩa cùng hòa bình chân chính có phải sẽ tới hay không? Chỉ cần là hải quân, nhìn thấy thứ này thì sẽ không có ai không rung động. Sau đó, không tự chủ thay vào trong đó, tưởng tượng thấy thế giới như thế, cho dù là lãnh khốc như Onigumo, cũng nhếch miệng, lộ ra nụ cười hiểu ý. Bọn hắn làm hải quân, mới đầu không phải cũng là vì chính nghĩa sao? Nếu như không có lòng diệt trừ tà ác, bọn hắn làm hải quân làm gì, vậy không bằng đi làm hải tặc cho rồi. Cho dù là Onigumo cực đoan đến có thể sát hại bộ hạ, nguyên nhân gây ra cũng là muốn xử lý tà ác, vì thế có thể không từ thủ đoạn. Nhưng thế giới như thế, có lẽ hắn cũng có thể bỏ xuống đồ đao. Két. Mô Cờ lấy một cây bàn xà xì gà buộc trên cánh tay ra cắn vào miệng, dùng bật lửa nhóm lửa, hung hăng hít một hơi, sau đó nhả khói ra. Làm đi, hắn cắn răng nói một câu, cùng tên khốn kia đi tới Marygold một chuyến. Hina. Hina cắn thuốc lá, ở đằng kia lẩm bẩm trong chốc lát, cuối cùng khẽ cắn răng, gần như là cắn nát đầu thuốc trong miệng. Hina cũng muốn nhìn một chút, loại thế giới này đối với bọn hắn thật sự phi thường có lực hấp dẫn. Không, phải nói là đặc biệt có lực hấp dẫn, thế giới như thế, gần như là thế giới hòa bình mà mỗi hải quân bọn hắn đều sẽ hướng tới, không, so với thế giới hòa bình mà bọn hắn nghĩ tới còn cao cấp hơn vô số lần. Nếu có thế giới như thế, hải tặc thật sự sẽ một mực trên biển cả sao, dù khi đó thật sự còn có, nhưng so với hiện tại, có phải sẽ tốt hơn nhiều hay không, có phải hoàn toàn không phải là một lượng cấp hay không? Bọn hắn là hải quân, chức trách chính là bắt hải tặc, đến lúc đó tiếp tục bắt hải tặc là được, không có đám người phía trên khoa tay múa chân, cũng không cần làm cử chỉ trái lương tâm, chỉ cần đơn thuần đi bắt hải tặc là được. Mà thế giới giống như Cloud muốn cải tạo như vậy là có thể, dù chỉ là thực hiện một chút xíu. Đối bọn hắn, đó cũng là phong cảnh tuyệt mỹ chưa bao giờ thấy qua. Bọn hắn đang làm gì? Trên một con thuyền khác, Hempepo có chút hiếu kỳ nói. Còn Kobe đang ngồi xổm ở kia thất vọng vì Luffy chết. Cấp bậc như bọn hắn, không có cách nào làm đại diện đi tới chiếc thuyền kim nghe kia, mặc dù Kobe cũng không biết bọn hắn đi đâu làm gì. Mặc dù cùng là trung tướng, nhưng giữa các trung tướng cũng không giống nhau, Kobe là trung tướng mới, thậm chí là loại căn cơ bất ổn cái kia, cáp không có nhiều, di sản, để hắn kế thừa như vậy, đại bộ phận cũng đều theo Cu Giang trở về, cũng đều trở lại dưới trướng Cu Giang. Không phải hải quân có tư lịch hoặc là có chút địa vị, không tiến được tới chiếc thuyền kia. Chỉ là rất nhanh, Hempepo đã nghe được từ thuyền kim nghe bên kia truyền đến một chút âm thanh sụt sôi, giống như là đang cãi nhau, ngữ khí có chút kích động, nhưng lại giống như là đang tuyên thệ, cũng không biết là đang làm gì. Mặc dù nói như vậy, Mô Cờ cắn xì gà, gắt gao nhìn chằm chằm râu quai nón. Này, áp ra, ngươi thật sự có thể cam đoan sao? Cam đoan sau khi chúng ta thắng lợi, thế giới nhất định sẽ biến thành như thế, ngươi phải biết có xác suất rất lớn, thế giới sẽ hỗn loạn. Không có chính phủ thế giới, biển cả tuyệt đối sẽ lâm vào hỗn loạn, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Không biết. Áp ra lắc đầu, phi thường thành thật mà nói, chúng ta có thể làm, chỉ là đi làm việc đơn giản như vậy, suy nghĩ cái gì, chuyện đều chưa làm, suy xét nhiều như vậy thì làm được cái gì. Bua Tắc nói, chính phủ thế giới thống trị thế giới 800 năm, có lẽ dự tính ban đầu của bọn hắn là tốt, nhưng không thể không đề cập tới, hiện tại bọn hắn xác thực biến chất, có lẽ về sau chúng ta cũng sẽ biến chất, nhưng đó là, về sau, loại chuyện đó không ai nói chắc được, nhưng bất kể như thế nào. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay lên, thành kính nói, có lẽ chúng ta cũng sẽ đi nhầm, đi tới một con đường không biết, nhưng ít ra hiện tại, chúng ta tin tưởng phần lý tưởng kia, đồng thời sẽ vì thế mà phấn đấu. Mà lý tưởng này sẽ không sai, có sai sẽ chỉ là chúng ta, cho nên nó nhất định sẽ thực hiện, dù là 800 năm tiếp, hay 8.000 năm tiếp. Hắn mở mắt ra, lúc này ánh mặt trời vừa lúc bắn thẳng đến sau lưng của hắn, chiếu sáng điêu bua như bao phủ thánh quang, để người khác không mở mắt ra. Vì lý tưởng chính xác mà phấn đấu, đây chính là ý nghĩa của chúng ta, thế là đủ rồi, bởi vì lý tưởng này là mê người như thế. Lý tưởng là mê người như thế. Thì ra là thế. Mô Cờ cúi đầu cười, vậy ta không có ý kiến, cứ như vậy đi, đánh trước lại nói. Đúng vậy, phần lý tưởng kia, đích thật là mê người như thế. Cho dù về sau xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi, nhưng bây giờ, dự tính ban đầu của bọn họ là tốt, lúc này lý tưởng của bọn họ là tốt, bọn họ chưa từng muốn thống trị thế giới, thế là đủ. Bọn hắn chỉ là hải quân thuần túy, vì hòa bình lý tưởng mà phấn đấu. Rải, lập tức đến Redliner, nghe nói khi hải tặc sẽ đến Redliner, kể ra lý tưởng của mình, như vậy chúng ta cũng tới tuyên thệ đi, so với hải tặc có các lý tưởng khác biệt, hải quân chúng ta, từ đầu đến cuối, lý tưởng chỉ có một cái. Áp ra bỗng nhiên vươn tay, hướng về đám người, khí phách nói, vì hòa bình thế giới. Theo tiếng hô của Áp ra, các hải quân khác cũng đưa tay ra, theo thuyền lướt đi, hình dáng Redliner càng ngày càng gần, hải quân trên thuyền Kim Nghê thống nhất hô vang, vì hòa bình thế giới, Redliner, đến gần, mấy chiếc quân hạm được thuyền Kim Nghê dẫn đầu, đi thuyền tới một hòn đảo cỡ nhỏ ở Redliner. Chỗ kia gọi là Hồng Cảng. Tới nơi rồi. Mắt thấy thuyền Kim Nghê sắp cập bến, Lao từ chủ tọa đứng lên, đi đến cửa lớn thành lũy, vừa hay nhìn thấy một đám hải quân chức vị cao trên thuyền đều quay đầu nhìn xem chính mình, ánh mắt kia khiến Lao sững sờ, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn lại nhìn Áp ra cùng Will Bua, trong lòng cả kinh, ánh mắt những hải quân này, rất tương tư hai người kia. Làm gì vậy hả, chỉ là đánh hải tặc ở Marygold, cần thiết kích động cùng nhiệt huyết như vậy sao? Nhưng suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng rất hiểu. Bọn hắn đã kết thúc chiến tranh, chiến đấu ở Marygold đối với bọn hắn có lẽ chính là hồi cuối, một khi đánh xong, vậy bọn hắn sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đến lúc đó biển cả sẽ bước vào thời đại yên ổn vì đã kết thúc được thời đại đại hải tặc mà hải quân tốn bao nhiêu thời gian dài đều không thể. Một sự nghiệp vĩ đại như vậy, kích động một chút, nhiệt huyết một chút cũng quá bình thường. Thuyền cập bến, trên thuyền Kim Nghê kéo dài ra bậc thang, Cloud đi đầu ở phía trước, dẫn đám người muốn xuống Hồng Cảng. Chỉ là mới đến bậc thang, hắn bỗng nhiên kinh ngạc, chỉ thấy ở Hồng Cảng đã có lít nha lít nhít hải quân tụ tập. Những hải quân này đứng thẳng tắp, so với những hải quân cao tầng phía sau Cloud kia, những người này rõ ràng càng phù hợp hình tượng hải quân hơn. Biểu lộ giống nhau, động tác gần như đều như thế, thấy Cloud xuống, tất cả đều quay lại phía này. Ánh mắt của bọn hắn, để Cloud nghĩ đến bộ đội của Áp ra kia. Nhưng số lượng người không có nhiều như vậy. Đám người ở đây, không dưới vạn người. Cloud tiên sinh, hải quân tại Hồng Cảng cùng kêu lên, vạn người cùng lên tiếng để chung quanh đều chấn động một cái, dọa Cloud nhảy dựng lên một cái. Trình độ trăm miệng một lời này. Cloud quay đầu nhìn sang, ánh mắt kia để tâm thần Kuro rung lên, vội vàng đứng thẳng người. Không xong, bọn hắn tự mình sử dụng kỹ thuật nhân bản, bị Cloud tiên sinh phát hiện, Cloud vươn tay, mò về đám Kuro. Kuro vội nhắm mắt. Xong rồi. Sắp bị đánh. Đùng. Một tiếng vang nhỏ truyền vào tai Kuro. Không có cảm giác đau. Chỉ là phía trên cũng không dễ đối phó như vậy. Đây chẳng phải là chống đến chính mình tới rồi sao? Xùy, tên khốn ti tiện, ngươi muốn làm cái gì? Ở nơi Thiên Long Nhân ở bên trong Marygold, từng sợi tơ dưới ánh mặt trời sáng loáng giống như lưỡi đao, phía dưới những đường tơ này, đã không ít người nằm vật xuống. Có người mặc áo giáp hộ vệ, có bảo tiêu mặc trang phục chính thức, mà ở trong đó cũng có một số người ăn mặc lộng lẫy, chỉ mặc trường bào, kiểu tóc gần như bắn thẳng lên trời. Thiên Long Nhân, ở Marygold, Thiên Long Nhân sẽ không đội mũ giáp bong bóng kia, bởi vì đây là chỗ bọn hắn ở nhưng bây giờ đội hay không cũng như vậy. Bởi vì phía trên những sợi tơ kia, một người mặc áo tù ngồi xổm, lại không biết lấy được áo khoác từ nơi nào để khoác, đeo kính râm ngồi ở kia nhe răng cười. Chỉ vào hắn là một Thiên Long Nhân toàn thân đẫm máu, tóc chảy như ốc biển vậy. Phất 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 phất. Ti tiễn, Doflimo xòe 5 ngón tay, đốt ngón tay ở kia thoáng động lên, theo động tác, tay của Thiên Long Nhân kia không tự chủ được chuyển xuống, xoay người nhặt lên một cái súng trên đất. Ta ti tiện. Thế nhưng ta có huyết thống giống các ngươi mà, Thiên Long Nhân giơ súng lục nhắm ngay vào trán chính mình, bóp cò, máu bắn tung tóe, Thiên Long Nhân ứng thanh ngã gục. Không, không cần, đại tướng đâu, đại tướng ở nơi nào, nhanh tới cứu chúng ta a! Thiên Long Nhân còn sót lại muốn chạy trốn, nhưng bị sợi tơ khống chế, bọn hắn có thể chạy tới nơi nào, chỉ có thể gào khan ở nơi đó, sắc mặt từng kẻ trở nên cực kỳ vặn vẹo. Đại tướng, Doflimo cười gằn quay đầu, nhìn phía xa kia, một mảnh trời đầy băng tuyết, phất 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 phất. Đại tướng cũng không giúp các ngươi, hiện tại các ngươi đã vô dụng, so với để Cloud giết chết, không bằng lấy ra cho ta cho hả giận đi. Những người các ngươi này, dù là ở nơi cao nhất cũng vẫn đã bị người kéo xuống, thấy không? Doflimo chỉ thi thể phía dưới, cười to nói, cảnh sắc tuyệt vời này, không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ được trải nghiệm, một màn này ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là. Hắn ngẩng đầu, ngông cuồng cười to, phất 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 phất. Quá tốt rồi a, hắn luôn nhớ kỹ, cảm giác khi còn bé bị những người kia treo trên tường, cảm giác như vậy để hắn không chỉ hận người phía dưới, cũng hận tất cả kẻ cầm đầu Thiên Long Nhân. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội, tràng cảnh trong giấc mộng, tràng cảnh mỗi giờ mỗi khắc hắn không muốn đều ở nơi này. Phất 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 phất, ta sẽ không giết chết toàn bộ các ngươi, ta sẽ để cho các ngươi biến thành cảnh tượng giống như ta gặp gỡ, không, các ngươi sẽ càng hỏng bét hơn ta. Tận mắt đi chứng kiến, khi các ngươi bị kéo xuống, những người kia sẽ đối đãi với các ngươi làm sao, mà các ngươi sẽ làm ra cử động như thế nào. Thế giới đã sớm thay đổi. Các ngươi cũng không thể an nhà nằm ở Merigold, các ngươi mất đi địa vị, phất 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 phất, ha 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 ha, bên trong Merigold, vang lên tiếng cười to của Doflimo. Tiếng cười kia vang vọng, ngay cả ở bậc thang lên xuống kia, Cloud đang từ từ đi lên trên đều có thể nghe được. Thanh âm này. Cloud ngẩng đầu nhìn cửa vào càng ngày càng gần ở phía trên, nhe răng nói, thật đúng là hắn à, thật có ý tứ. Rất nhanh, Cloud đã đi lên bậc thang to lớn lại dài dằng dặc kia, nhưng lúc này bậc thang không bình thường như vậy, trên bậc thang, có lượng lớn sợi tơ dính chặt xuống, ngẩng đầu lên xem xét, đó là một vật lớn như lồng chim vậy. Là Doflimo không chạy. Tơ sao, Kuro đẩy mắt kính, dùng ngón tay chạm đến sợi tơ kia một chút, ngón tay nhanh chóng chảy máu. Sợi tơ sắc bén lại cứng cỏi, cho dù là thân thể tiếp xúc cũng sẽ bị thương. Vì thế, ngón tay Kuro hiện ra haki, tiếp tục đẩy về phía trước, chợt hắn lắc đầu, nói, quá kiên cố, đây là vật năng lực tạo ra, không dễ dàng phá hư như vậy. Năng lực là kỳ tích, Doflimo ỷ lại năng lực cũng là như thế. Lồng chim này, năm đó từng có một lần ở Dressrosa, đích thật là phi thường cứng rắn. Dùng lực lượng mở ra cơ bản không có khả năng, nhưng vạn sự vạn vật đều có điểm tham chiếu, đều có thể khắc chế lẫn nhau. Nói cho cùng, đây chính là sợi tơ. Ta đến đi. Mihak đi qua, đang muốn động thủ. Kết. Đúng lúc này, Cloud vạch ngón tay trái một cái, lộ ra một đoạn lưỡi đao. Minh kiếm ánh sáng. Hỏa diễm cùng lôi quang trực tiếp quấn quanh phía trên su sui, hắn nắm chặt chuôi đao, cứ như vậy vung lên phía trước, lưỡi đao như laser trực tiếp xuyên qua lồng chim kia. Sợi tơ cứng cỏi trực tiếp bị cắt đứt trên dưới tách rời, ở vị trí bị trảm, thậm chí còn có chút vết tích hòa tan. Xông lên, áp ra duỗi ngón trỏ chỉ về phía trước, hải quân phía sau trực tiếp xuất động, thuận theo lỗ hổng lớn này giống như thủy triều tràn vào. Các ngươi giải quyết. Cloud để lại một câu nói, thân hình lóe lên rồi lập tức biến mất, xông thẳng đến chỗ Doflimo. Vừa mở ra lồng chim, hắn đã cảm nhận được mùi máu tanh kia. Ở Merigold có thể xuất hiện mùi máu tanh, đó có phải có chút quá đáng hay không? Ngươi muốn làm gì? Lúc này, ở một chỗ thi thể đầy đất, một người mập mạp có râu ria rối bời, để kiểu tóc giống như xẻng nắm tay nằm xuống đất, nửa người trên bám lấy, bị Doflimo ở phía trước dọa đến mức nước bọt cùng nước mũi nhảy loạn. Ta là Thiên Long Nhân a, Thiên Long Nhân. Ngươi muốn đánh ta, ta sẽ gọi đại tướng nha. Đối với lời này, Doflimo nhướng mày, không nhìn Thiên Long Nhân này. Dạng đồ đần này, hắn không thèm phí lời với hắn. Mà lại. Ồ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một phương hướng, nhe răng cười, lồng chim bị phá ra rồi. Thật sự là lợi hại, khí tức này. Ngươi đến rồi. Ngươi đang làm cái gì đấy, Doflimo? Hắn vừa dứt lời, trên không lập tức truyền đến âm thanh. Doflimo ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo giáp màu đỏ ngòm, cầm su sui đứng ở không trung, nhìn xuống người phía dưới. Nhìn thấy người tới, ý cười trên mặt Doflimo càng tăng lên, hắn đứng lên sợi tơ, mở ra hai tay cười nói, phất 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 phất, chờ ngươi rất lâu, Cloud. GOCFULLVNKHOTRUIENJIC HOMIENPHI, Cloud nhíu chặt lông mày, nhìn về phía những thi thể phía dưới, chật một tiếng, cho nên ta hỏi ngươi, ngươi con mẹ nó đang làm cái gì thế? Trong đám thi thể trên đất, có rất nhiều người mặc trang phục quái dị, nhìn tới làm người không ổn. Đó đều là thiên long nhân. Trò đùa này có chút lớn đi. Doflimo xông đến Marygold, làm thịt hết thiên long nhân rồi, lực lượng phòng vệ ở Marygold yếu như vậy, không đến nổi đi. Này, là ngươi, phía dưới một tiếng hô truyền vào trong tai của hắn. Chỉ thấy một người rất quen hét lớn, này, hải quân đẹp trai ơi, bạn bè của ta, là ta đây, nhanh cứu ta, Lao tập trung nhìn vào, nhíu nhíu mày, cặn bã chết thừa. Không phải, cha lốt, người nằm trên mặt đất như tên ngu đần kia không phải là cha lốt sao, phất, ta đang làm cái gì? Không phải ngươi thấy được sao, Lao, ta đang giúp ngươi à? Doflimo chỉ vào cha lốt, nói, loại người này không phải là trở ngại của ngươi sao? Ta thay ngươi giết chết bọn hắn, như vậy, ngươi cũng không cần tự động thủ, cảm tạ ta đi. Giúp ta. Ngươi chỉ là một phạm nhân trốn tới còn biết giúp người, ít đến. Lao cao mày nói, ngươi con mẹ nó còn rất có thể nhịn nhỉ, ngươi xử lý nhiều thiên long nhân như vậy, không ai ngăn cản ngươi. Người đâu, ngươi giống như không có thực lực giải quyết hết lực lượng phòng vệ ở Marygold đi. Ta không có thực lực, Doflimo cười lạnh nói, phất, lúc này, cũng không cần phải đang giả vờ nữa đâu Cloud, ngươi đã đi lên rồi, cách vương tọa kia chỉ một bước như vậy, ta vẫn luôn đang nhìn ngươi. Thứ gì? Cloud cảm giác được có chút không đúng, hỏi, lão tử nhận được mệnh lệnh, là đối phó những hải tặc các ngươi đánh lên Marygold, kém vương tọa một bước cái gì, lão tử là hải quân, không phải quốc vương. Phất, ngươi nhất định phải đi vào Panga Castle ngồi lên vị trí kia mới được sao? Được rồi, dù sao còn có địch nhân ở kia, ngươi ở đây ôn chuyện cùng ta thật sự được không? Doflimo cười nói, người của ngươi đều đã đến Marygold đầy đủ, ngươi không đi tuyên bố một chút sao? Lồng chim phá vỡ, có thể chính là thời điểm livestream đấy. Ngươi đang nói cái? Cloud đang nói, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trước đó ở nơi xa có một băng điểu lớn cấp tốc bay lên trên trời, ở phía kia, dường như còn có thể nhìn thấy một tia màu xanh biếc. Đó là khí tức của Kurang cùng Rikugi. Chờ một chút, hai người bọn họ vì sao lại đang chiến đấu, hải tặc đâu? Con ngươi Cloud co rụt lại, hắn giống như không thấy thi thể hải tặc. Chuyện này giống như không đúng lắm, Cloud cũng lười nói nhảm cùng Doflimo, thân hình trên không trung dường như xông thành sóng xung kích, trực tiếp bay đến gần Panga Castle, ở nơi đó cũng có không ít thi thể nằm vật xuống lấy. Có hộ vệ, có quan viên chính phủ, cũng có. Khóe mắt hắn giật gật, dường như thật sự không dám xác định, nhưng vẫn hạ xuống trên mặt đất, nhìn thi thể có chút quen thuộc. Người này mặc quần áo trên người là tiêu chí Dressrosa, Doflimo có bộ đội từ lâu, không có khả năng, hắn là đoàn hải tặc, thủ hạ cũng đều là trang phục đoàn hải tặc. Như vậy chỉ có khả năng chính là... Cloud đột nhiên nhìn về phía Panga Castle, đồng tử co vào lóe ra hồng mang, ken bung sao hoàn toàn trải rộng ra, cảm thụ được khí tức trong đó. Phát hiện được trong những khí tức lộn xộn kia, hắn cảm nhận được khí tức phi thường quen thuộc. David, đây là khí tức của David, sẽ không sai. Nhưng tại sao hắn lại ở chỗ này? Bành, còn chưa kịp nghĩ lại, một chỗ vách tường ở Panga Castle đã vỡ vụn ra, một ông lão da đỏ từ đó bay ra, ngã xuống đất. Sau khi ông lão này rơi xuống đất lăn khỏi chỗ, mà từ lỗ thủng phía trên vách tường kia trực tiếp có một thân ảnh rơi xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất. Đó là một người mặc khôi giáp hình giọt nước, mang theo mũ giáp bao phủ bộ mặt, đuôi sói trên đầu như phiêu dật, cầm một thanh đại kiếm, nhắm ngay vào ông lão da đỏ kia rồi bổ tới. Ông lão da đỏ không kịp trốn tránh, đành phải khoanh hai tay, ngăn trở một kiếm nặng nề của Lan kỵ sĩ, mang theo một lực quán tính, ông lão da đỏ phá tan cửa lớn Panga Castle, trong cửa lớn vỡ vụn, hai người đi vào trong bóng tối bên trong cánh cửa, dần dần biến mất trong tầm mắt của Cloud. Cloud nháy đôi mắt, nhìn đống vụn cửa lớn trên mặt đất, lại trừng mắt nhìn, cuối cùng trực tiếp giơ tay vuốt mắt. Gió thổi qua, vén lên lọn tóc của Cloud, cũng làm cho sắc mặt của hắn trở nên bình tĩnh. Thậm chí nói, có chút ngây ngốc. Cloud, anh làm sao thế? Frida cũng không biết xuất hiện từ nơi nào, nhìn thấy dáng vẻ này của Cloud này thì tò mò hỏi. Cloud đứng ở kia trầm mặt một trận, đột nhiên chỉ tới nơi băng tuyết cùng màu xanh biếc xen lẫn kia, nói, em nhìn thấy sao? Nhìn thấy à, Kurang cùng Rikugi đang đánh nhau mà. Frida gật đầu nói. Vì sao lại đánh nhau? Cloud hỏi. Ta không biết. Frida hiếu kỳ nói. Cũng phải, ta cũng không biết. Làm sao mà em biết chứ? Lao thở sâu, nhặt lên một mảnh vỡ của cửa lớn trên đất, nhéo nhéo một lúc rồi mới nói, đồ chơi này dễ dàng nát như vậy nha, dù gì cũng là cửa lớn vào trung tâm của chính phủ thế giới, không thể đi, đúng không, không thể đi, Rida, em nói cho ta biết, có phải hiện tại ta đang nằm mơ hay không, kỳ thật ta còn đang ở bản bộ kia chiến đấu, đánh quá mệt mỏi nên ta ngủ. À, Rida nghiêng đầu, hỏi, anh mệt mỏi sao, Lao, lúc này, Kuro xuất hiện ở phía sau hắn, nhẹ giọng gọi, Cloud tiên sinh. Sưu, trong nháy mắt, thân thể Cloud đều không chuyển động, đưa tay lập tức ném mảnh vỡ kia ra ngoài, mảnh vỡ cửa lớn như phi tiêu xẹt qua người Kuro, rạch ra một vết thương, máu tươi chảy xuống. Đau sao? Cloud hỏi. Kuro vội vàng lắc đầu, không, không đau. Đúng không? Không đau, hắn nói không đau kìa Rida, Cloud hét lớn, chỉ có nằm mơ mới có thể không đau, ta quả nhiên là đang nằm mơ. Ở chỉ cần ta nhắm mắt lại rồi lại mở ra, sẽ tỉnh mộng. Nói xong hắn trực tiếp nhắm mắt lại, sau đó mở ra. Có lẽ tư thế không đúng. Hắn đổi tư thế, trực tiếp bay lên, nằm ngang trên không trung bày ra dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, thậm chí còn ngáp một cái, một lần nữa mở mắt. Nhưng cường độ năng lực không đủ. Tỉnh mộng rồi thì phải thừa thế xông lên, tựa như là đi ngoài, trước tích lũy, sau đó. Lao lần nữa mở mắt, nhìn thấy vẫn là bầu trời trong xanh ở Marygold. Cả người hắn một lần nữa rơi trên mặt đất, điều chỉnh hô hấp một chút. Lao, vừa rồi là David cùng ai thế? Rida tò mò hỏi. David cái gì? Nào có David, em nhìn lầm, ông lão da đỏ kia cũng không phải Ngũ lão tinh, biển cả lớn như vậy, ông lão da đỏ có ở khắp nơi, người mặc áo giáp cầm đại kiếm cũng có đầy đi, lại nói, đây đều là nằm mơ, ta chỉ cần lại nhắm mắt lại. Ta sẽ trở về, mẹ nó, làm sao trong mộng đều là những tên ngu xuẩn các ngươi chứ, Cloud hùng hùng hổ hổ tiếp tục nhắm mắt lại. Chỉ là khi hắn nhắm mắt lại nghe được tiếng bước chân, dường như số lượng người rất nhiều. Cloud, thật nhiều hải quân chạy vào đi. Ngậm miệng, ta không nghe, tất cả đều là ảo giác, hải quân cái gì, đó cũng là mây mù, là ảo giác, tất cả đều là ảo giác, ta đang nằm mơ. Cloud nhắm mắt lại không hề bị lay động, thậm chí còn chuyển hướng. Đây là sự thực, đây không phải mộng, tiếng hô như tiếng sấm vang lên bên tai Cloud, dọa hắn giật mình, vô thức mở mắt ra, miệng vô thức biểu lên, cắn răng, cặp mắt kia dần dần tràn ngập tơ máu, trên mặt cũng trầm xuống. Chỉ thấy Abra cùng Wilbur giống như là thủy triều tràn vào Panga Castle, cứ như vậy chăm chú nhìn chính mình. Đây là sự thực, Cloud tiên sinh, sắc mặt Abra đỏ lên, hết sức kích động nắm chặt nắm đấm, hét lớn, tâm nguyện của ngài đã ở biên giới được thực hiện, yên tâm đi. Đây cũng không phải là mộng, đây là cố gắng của chúng ta. Lời này để Cloud càng ngốc, hắn thở sâu, giọng nói có chút run rẩy, mang theo một loại ngữ khí tuyệt đối không thể tin hỏi. Ngươi cố gắng cái gì? Hắn không ngốc, thật sự không ngốc. Mary Goss không thấy kẻ địch, ngược lại nhìn thấy David, sau khi đám hải quân đi lên cũng không có tìm kẻ địch, là trực tiếp chạy đến Panga Castle, bọn họ hành động thống nhất như vậy, trong quá trình không có bất kỳ chần chờ nào, mặc dù không quá muốn nghĩ, nhưng đây rất có thể. David dường như, khả năng, đại khái, có lẽ làm ra chút chuyện khác người. Nhưng khác người thì khác người đi, nhưng Abra nói lời kia là có ý gì, cái gì gọi là tâm nguyện của ta, ta có tâm nguyện gì, ta có thể đi dưỡng lão. Nghe Cloud đặt câu hỏi, Wilbur lại hưng phấn đáp, mộng tưởng để thế giới hòa bình đó, Cloud tiên sinh. Nguyện vọng của ngài trong thời gian dài, đó không phải là... Sưu, Cloud thân hình trực tiếp lóe lên, chạy vào bên trong Panga Castle, cũng theo hải quân như thủy triều đồng loạt đi vào kia, đã không tìm thấy người. Cloud tiên sinh, Bilbo quay đầu kêu, nhưng nào còn thấy được người, nghi ngờ nói, là quá kích động sao, khẳng định là thế. Abra mãnh lực gật đầu, không phải Cloud tiên sinh mới vừa nói nằm mơ sao, ngay cả chính hắn đều không thể tin được, điều này đại biểu cái gì, điều này đại biểu chúng ta rốt cục đã giúp được Cloud tiên sinh, nói xong chính anh ta lại nước mắt chảy ròng, rốt cục có thể giúp được Cloud tiên sinh. Cho tới nay, ta đều dựa theo phương châm của Cloud tiên sinh đi, vẫn cho là mãi mãi sẽ không theo kịp bước chân Cloud tiên sinh, nhưng bây giờ Cloud tiên sinh đều cho là mình là đang nằm mơ, điều này đại biểu cho, hành động của chúng ta rốt cục có hiệu quả, là như vậy sao, Wilbur mở to hai mắt, vậy quá tốt rồi. Chúng ta sẽ không kéo chân sau của Cloud tiên sinh, có thể chân chính trợ giúp cho Cloud tiên sinh, đúng vậy, Wilbur, về sau chúng ta sẽ càng cố gắng, nha. Abra, thực sự quá tốt đẹp, Không để ý trong mắt hai người kia nhấp nhoáng điện quang giao nhau, Kuro đứng ở kia giật giật khóe miệng, trên trán xuất hiện hắc tuyến. Hắn cảm thấy như vậy không tốt, sắc mặt Cloud tiên sinh có chút không thích hợp. Nhưng đến lúc này, rõ ràng đã đạt tới mục đích, sắc mặt kia thậm chí càng kém, một chút cũng không có sự vui vẻ vì đạt được mục đích. Dựa theo hiểu rõ của Kuro đối với cấp trên nhà mình, vậy chính là một loại khả năng. Chính mình giống như lại đoán sai. Cloud tiên sinh giống như không phải có mục đích này, nhưng là... Kuro nhìn những hải quân anh dũng kia, chật vật nuốt nước miếng một cái, hắn có thể bị Cloud tiên sinh đánh chết hay không thì hắn không biết, nhưng nếu như lúc này nói ra tình hình thực tế, hắn sẽ bị những hải quân này đánh chết, sau đó dẫm qua thi thể của hắn, tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại, căn bản là không thể sửa đổi. Lão tử không nghe, lão tử không nghe, lão tử không nghe, trong Panga Castle, lúc này Cloud hoàn toàn không để ý hình tượng, hai tay hai chân khép lại, tơ máu trong mắt như muốn bắn ra, miệng há to, thậm chí theo bước chân chạy mà có nước bọt vẩy ra, nhìn đầy vẻ ngốc. Nhưng Cloud thật sự không muốn nghe, hắn không muốn nghe những lời nói kỳ quái kia. Làm sao kết quả lại là cái nồi gì đều ném lên trên người hắn, Cloud, trong khi đang chạy, Cloud chợt nghe tiếng gió, chỉ thấy một đạo trảm kích đột nhiên xuất hiện, chém về phía hắn bên này. Cloud ngửa mặt về sau, tránh thoát đạo trảm kích kia, mặc cho trảm kích chém đứt cây cột chung quanh nơi này, ngay sau đó một ông lão đeo kính mắt để đầu trọc, cầm một thanh đao sáng loáng xuất hiện trước mặt Cloud. Ở bên cạnh lão, dần dần tập hợp mấy gương mặt quen. Ông lão tóc xoăn. Ông lão tóc dài râu dài cao gầy. Ông lão trên đầu có địa đồ. Còn có một ông lão cả người đầy tổn thương, ông lão da đỏ. Người thống trị cao nhất chính phủ thế giới, Ngũ lão tinh, xuất hiện ở đây. Năm ông lão này cứ như vậy đứng song song ở kia, sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn người đàn ông phía trước kia. Ánh mắt của bọn hắn khác nhau, có khiếp sợ, có phức tạp, cũng có sợ hãi, nhưng đa số vẫn là phẫn nộ. Mà nơi phát ra tất cả cảm xúc, đều bắt nguồn từ người đàn ông trước mặt này. Người đàn ông nhìn như trung hậu, nhìn như phi thường hiểu bọn hắn, trung với mệnh lệnh của bọn hắn. Là chúng ta nhìn lầm. Ông lão địa đồ chậm rãi nói, ngươi ẩn tàng quá sâu, mãi đến một bước này, ngươi mới bộc lộ ra dã tâm của mình. Xác thực cũng không nghĩ tới, thế mà có thể điều động nhiều hải quân đi theo ngươi như vậy. Ông lão râu dài nói, không chỉ có dê chi nhất tộc, người bình thường cũng sẽ có thành tựu như vậy, so sánh ra, cái gọi là dê chi nhất tộc, 800 năm qua đều không đạt tới thành tựu như vậy, leo lên Merigold đều là người bình thường, lần trước là một ngư nhân, lần này. Ông lão tóc quăng nói, là hải quân đấy. Cloud, vì sao lại làm như thế, chẳng lẽ nguyên soái hải quân không thỏa mãn được ngươi sao? Trên mặt ông lão da đỏ mang theo vẻ tức giận, chỉ sang bên cạnh, vị trí kia, ngươi không xứng ngồi lên, thuận theo bàn tay của ông ta, Cloud mới phát hiện, chính mình vừa rồi kích động chạy đến nơi này lại chính là trung tâm Panga Castle, có hai bậc thang, ở trung tâm nấc thang cắm vô số đao kiếm, mà trên cùng lại có một vương tọa to lớn không có một ai. Hư không vương tọa, ai nói? Cloud mím môi một cái, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên phía sau lại vang lên một tiếng hô. Chỉ thấy một vị lang kỵ sĩ không biết chui ra từ chỗ nào, nhìn người tới, sắc mặt của ông lão da đỏ rõ ràng trầm xuống. Người này xuất hiện sau lưng Cloud, đại kiếm chỉ thẳng về Ngũ lão tinh đứng phía trước, tra nghiêm nói, hoàn toàn trái lại, thế giới này, mảnh biển cả này, chỉ có lão gia mới có tư cách ngồi lên vương tọa kia, David. Cloud còn kinh hãi hơn cả Ngũ lão tinh. Lão gia, xin yên tâm đi, không cần nhẫn nại nữa, không cần ẩn giấu, cho tới tình trạng bây giờ, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, để ngài hoàn thành tâm nguyện, dù có liều cả tính mạng của mình, không sai. Phía sau, một luồng khí trắng cấp tốc tới gần. Khí trắng kia tan ra, Rida, Kuro, Abra, Wilbur, Smoker, Hina, Onigumo, Sentoma, Momonga. Các cao tầng hải quân muôn hình muôn vẻ, cứ như vậy đứng ở sau lưng hắn, giống như hàng rào, ở trước mặt Ngũ lão tinh tạo thành một bức tường người cứng rắn, dường như muốn chặn lại con đường phía trước. Tương tự, cũng chặn luôn con đường phía trước của Cloud. Chỉ có Cloud tiên sinh mới xứng với cái ghế kia. Áp ra quát, những người khác đều không xứng. Ngươi biết Cloud tiên sinh có lý tưởng gì sao? Ngươi biết hắn có bao nhiêu cố gắng sao? Ta biết đấy, ngươi biết cái đơ ấy, không cần nói. Cloud vạn người, đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm vào anh ta. Cloud tiên sinh, không cần để ý, ta chỉ là nhìn ở trong mắt, bây giờ nói ra đến mà thôi. Áp ra đột nhiên bình tĩnh lại, giống như là đang nhớ lại, nói, mười mấy năm trước, Cloud tiên sinh lần thứ nhất làm hải quân, ta chính là đồng liêu của hắn, khi đó Cloud tiên sinh là người rất tốt, thấy ai đều cười tủm tỉm, mặc dù nhìn rất lười nhác, nhưng ta biết, mỗi ngày hắn đều sẽ đi ra ngoài tu luyện, sau đó mồ hôi đầy người trở về. Cloud tiên sinh lúc đó đã đang cố gắng vì lý tưởng của mình, không phải, ta lúc ấy đúng là vì lý tưởng của mình, nhưng không phải lý tưởng mà ngươi nghĩ kia, ta chính là xuất phát từ suy xét an toàn mới tu luyện, gió thổi trời mưa, cho dù là gió bão, ta đều chưa thấy Cloud tiên sinh ngừng nghỉ, cho dù là đi đối phó hải tặc, cũng sẽ dành thời gian biến mất, vậy khẳng định là đi tu luyện, dù là đến 10 năm sau, Cloud tiên sinh đi Grandliner, khi đó ta vẫn cảm thấy Cloud tiên sinh tu luyện như thế là vô dụng, chỉ có đi bản bộ mới có thể tỏa sáng, mới có thể trở thành ánh sáng, nhưng bây giờ ta rõ ràng, không phải Cloud tiên sinh đi bản bộ lại mạnh lên, mà là vì chăm sóc chúng ta. Cloud tiên sinh vẫn luôn không triển lộ thực lực của mình, hắn vẫn luôn đang chăm sóc chúng ta, từ khi tuổi còn trẻ, hắn đã đang chăm sóc cho những người ở cơ sở nhất chúng ta, mà cho tới bây giờ, ta nhớ lại một sự kiện, kỳ thật ta nên phát hiện từ rất sớm, mà không phải đợi Cloud tiên sinh đến Grandliner, ta mới chậm rãi phát hiện. Vẻ mặt áp ra như rơi vào một hồi ức. Đó là thời điểm cách nay đã 15, 16 năm trước, khi Cloud tiên sinh mới vừa gia nhập hải quân, bọn họ mới quen biết không bao lâu. Này, Cloud, tại sao ngươi phải nhìn chằm chằm hòn đảo kia a? Lúc đó bọn hắn vừa mới tìm được một chiếc thuyền hải tặc, sau khi đánh thuyền hải tặc kia bỏ chạy, Cloud trẻ tuổi đứng ở kia kinh ngạc nhìn hòn đảo bị hải tặc đánh cướp qua, để áp ra không khỏi tò mò. A, chẳng qua là cảm thấy rất bi ai. Cloud quay đầu nhìn về phía áp ra, ngươi không cảm thấy sao, sợ rằng chúng ta đối phó với hải tặc thế nào, hải tặc vẫn sẽ không biến mất, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, mà những hòn đảo kia, những bình dân trên hòn đảo kia, ngược lại là người vô tội bị hại. Áp ra gật gật đầu, đây đều là do thời đại đại hải tặc, bằng không, hải tặc không dám càng rỡ như vậy. Cloud lắc đầu cười, chẳng liên quan gì tới thời đại đại hải tặc cả, không có thời đại đại hải tặc cũng là sẽ có hải tặc, thế giới chính là như vậy, địa lý chính là như vậy, chúng ta kỳ thật không có vạn năng như vậy. Áp ra nghi ngờ nói, có ý gì? Ngươi không muốn làm hải quân sao, làm sao có thể? Trước mắt hải quân là nghề nghiệp an toàn nhất, không làm hải quân chẳng lẽ ta đi trồng đất, ta chỉ cảm thán mà thôi. Cloud kinh ngạc nhìn biển cả, ngươi nói xem có một loại khả năng rằng nếu như hải quân thống trị thế giới, lại thêm một phương châm kỹ càng, có phải có thể đối đãi bình đẳng với mỗi người hay không, hải tặc ở thế giới này có phải sẽ giảm bớt hay không, không phải nói tiêu diệt, chỉ là nói giảm bớt. Thật sao? Áp ra bỗng nhiên kích động, làm như vậy, thật sự sẽ giảm bớt hải tặc sao? Cloud, không. Cloud tiên sinh, mời nói cho ta, người đó, chẳng biết nói đùa gì, ta nào biết được chứ? Cloud cười cười, nhưng ta cảm thấy, hẳn là không thể nào, cho dù là hải quân cũng có cực hạn, ha ha ha. Tùy tiện nói một chút, đừng coi là thật. Nói xong hắn khoát khoát tay với áp ra, cũng không quay đầu lại mà nói, đi thôi. Theo động tác của Cloud, áp ra hoảng hốt, nhìn thấy một cái vẫy tay kia dường như rơi mất thứ gì, anh ta vô thức đưa tay tiếp được. Mở miệng nói, này, Cloud, ngươi. Cloud nghi hoặc quay đầu. Không. Áp ra sững sờ nhìn trong lòng bàn tay chính mình không có vật gì, lắc đầu nói, không có gì, nhìn lầm. Đi thôi, tan tầm, đi ăn cơm, chính ngươi ăn trước, ta trước tiên tìm một nơi xử lý một ít chuyện. Nhìn Cloud biến mất, áp ra nhíu mày lại, lại nhìn xuống tay của mình, thì thầm nói, hải quân thống trị thế giới. Ta không nhìn lầm. Trong mắt áp ra gần như tràn ra ánh sáng, lớn tiếng nói, khi đó, vật kia là tồn tại, Cloud tiên sinh truyền ý chí của hắn cho ta, hắn lựa chọn ta. Hải quân có cực hạn sao? Không. Cloud tiên sinh, ngươi khi đó muốn nói cho ta, nhất định không phải như vậy, ngươi đang hỏi ta đúng không? Đu lát áp ra ta hiện tại có thể rất tự hào mà nói, hải quân không có cực hạn, bởi vì Cloud tiên sinh có ý chí của ngài, chúng ta chỉ cần không quên sơ tâm. Dù cất bước khó khăn, nhưng mãi mãi cũng không có cực hạn. Cloud xạ mặt lại, giật giật khóe miệng, chật vật quay đầu, không nhìn áp ra nữa, mà là mang theo cố gắng cuối cùng, nói với Ngũ lão tinh, có một loại khả năng, đó là kỳ thật đều là hiểu lầm hay không? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.